Y đạo quan đồ trương nhất châm chương 391 đòi tiền mặt Trương Dương sớm đã chuẩn bị tâm lý bị thẩm Khánh Hoa làm khó, có điều không ngờ y lại làm một cách rõ ràng như vậy. Chuyện chim hết bé ná, phát tranh bỏ vỏ trên quan trường là rất thường thấy, nhưng lật mặt nhanh như thế này thì Trương Dương gặp lần đầu tiên. Trương Dương lấy hóa đơn đã chuẩn bị trước ra, bí thư thẩm, đây là hóa đơn 46 vạn mà tôi lúc trước đã chỉnh lý, phiền ngài ký hộ. Thẩm Khánh Hoa trong lòng ngây ra, thằng Ôn này chuẩn bị cũng đầy đủ thật, y cười nói, "Được, cứ đặt ở đây đã, lát nữa tôi sẽ xem, ký xong rồi thì đưa cho thư ký mang sang cho cậu." Trương Dương biểu hiện ra ý chí không gì lay chuyển được, không cần phải phiền vậy đâu, ngài giờ cứ xem đi, ký xong thì tự tôi đi lĩnh tiền. Thẩm Khánh Hoa có chút tức giận, thằng Ôn này cũng quá ngông cuồng rồi. Tao nợ mày tiền à? Không ngờ lại đuổi theo tao đòi tiền, đây con mẹ nó rõ ràng là bước cung mà. Trương Dương nói, bí thư thẩm, ngài ngàn vạn lần đứng tức giận, tôi cũng không có ý nhắm vào ngài đâu, công là công, tư là tư, hội kinh mậu lần này có thể mở được đều là tôi mặt dày đi các nơi xin nợ, tiền ăn ở, tiền xe, tiền biểu diễn, người ta sở dĩ đồng ý cho tôi nợ đều là bởi vì cho rằng con người tôi trước giờ luôn giữ lời hứa, chính phủ thành phố và thị ủy phong trạch chúng ta chú trọng chữ tín, tôi không phải là không thể khất nợ, quyệt nợ, xã hội hiện giờ đều nói người thiếu nợ là đại gia, nhưng làm hỏng thanh danh của tôi là chuyện nhỏ. Ảnh hưởng tới chữ tín của chính phủ thành phố và thị ủy phong trạch mới là chuyện lớn, chuyện này nếu bị người hữu tâm tuyên truyền ra ngoài, vậy thì những người khác tới đầu tư, những thương nhân sẽ ký hợp đồng, những hiệp hội thương nghiệp đầu tư có ý đầu tư sẽ nghĩ như thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thẩm Khánh Hoa sắc mặt trầm xuống, nói: "Tôi đã nói là đừng dục cơm mà." nhị vỗ tờ hóa đơn mà Trương Dương đã đưa tới, chuyện gì cũng phải chú trọng trình tự, người trẻ tuổi không thể nào hấp tấp như vậy. Trương Dương nói, bí thư thẩm, ngài không phải là cả ngày đề sướng chúng ta phải tăng cường hiệu suất làm việc ư, mắt thấy hội kinh mậu đã sắp qua 10 ngày rồi, tới hiện tại chuyện vậy chưa giải quyết, cái này chính là hiệu suất mà ngài nói đó ư. Thẩm Khánh Hoa mặt đầy vẻ tức giận, ở phong trạch lần đầu tiên có người dám ngang nhiên trả treo y. Thẩm Khánh Hoa nói, tiểu trương, cậu có thái độ gì vậy? chúng ta là cơ quan đảng chính, không phải là vườn trẻ, làm chuyện gì cũng phải có trình tự, có quy tắc, không thể nào hành động theo cảm tính. Trương Dương nói, bí thư thẩm, thái độ của tôi chẳng có vấn đề gì cả, nhưng tờ hóa đơn này có liên quan tới đài truyền hình Giang Thành và đài truyền hình Bình Hải, người ta không phải là tới không, có một số khoản tiền có thể khất, có một số khoản tiền không thể khất, ngài có thể không ký, dẫu sao thì hội kinh mậu cũng xong rồi, cái nên báo cáo cũng báo cáo rồi, nhưng vạn nhất xuất hiện báo cáo bất lợi gì, ảnh hưởng tới hình tượng chính phủ mà chúng ta khó lắm mới xây dựng ra được, cái này không liên quan gì tới tôi đâu đấy." Mặt Thẩm Khánh Hoa như bị người ta đánh, y tức giận nhìn Trương Dương, hai mắt cơ hồ như phun lửa, nhưng rất nhanh liền ý thức được rằng, thằng ôn này căn bản là có chỗ dựa nên không hề sợ hãi, hắn dám nghênh ngang tới chỗ mình đòi tiền, trong lòng hình như không có gì cố kỵ mình cả. Trương Dương rõ ràng là đang uy hiếp Thẩm Khánh Hoa, vắt tranh bỏ vỏ à? lão tử chỉ dùng tiếng dây cung thôi là đủ để bắn chết ngươi rồi. Trương Dương đứng dậy, nói tính tôi thẳng thắn, làm việc gì cũng là đối sự không đối nhân, trong ngôn ngữ có chỗ nào đắc tội thì xin bí thư thẩm bỏ quá cho. Hắn nói xong liền đứng dậy bro đi. Chỉ còn lại một mình thẩm khánh hoa mặt mày xám xịt ngồi đó, nhìn tờ hóa đơn ở trên bàn, thẩm khánh hoa tức đến nỗi đột nhiên tóm lấy, vò thành một đống rồi ném ra. Trường thư ký thị ủy tề quốc viễn vừa hay từ bên ngoài bước vào, suýt nữa thì bị ném chúng, tề quốc viễn nhặt tờ giấy bị vo tròn ở dưới đất lên, dở ra xem, không khỏi cười nói, tìm ngài đòi tiền à. Thẩm Khánh Hoa nói, đúng là đồ mất dậy. Triệu quốc đống cười cười cười, không nói gì, sự ngông nghênh của Trương Dương thì y lúc trước cũng có được nghe nói, có điều y cảm thấy Thẩm Khánh Hoa và Trương Dương đang làm việc chung với nhau rất tốt, thực sự không hiểu sao hai người lại đột nhiên trở mặt. Thẩm Khánh Hoa vẫn còn chưa hết giận, làm ra chút thành tích công tác là Dương Dương đắc ý, đuôi ngách cả lên trời trong mắt hắn còn có ai nữa không không ngờ lại chạy tới chỗ tôi uy hiếp hội kinh mậu lần này thành công cũng không phải là công lao của một mình hắn tề quốc viễn cười nói bí thư thẩm ngài bớt giận đi việc gì phải so đo với hắn đang nói chuyện thì chủ nhiệm phòng chiêu thương lý trung hốt hoảng chạy vào vừa vào cửa đã hét lên hỏng rồi hỏng rồi thẩm khánh hoa tức giận quát cậu có hiểu quy củ không đấy ai cho cậu vào Lý Trung là cán bộ do một tay y đề bạt, Thẩm Khánh Hoa dưới cơn tức giận cũng không nể mặt gã chút nào. Lý Trung nói: "Bí thư Thẩm, vừa rồi tổng tài của tập đoàn Thiên Niên Nhật Bản Trung Đảo Xuyên Thái gọi điện tới, nói là không hài lòng với điều kiện của chúng ta, muốn đơn phương hủy bỏ hợp đồng." Tin tức này giống như sấm nổ ngay trên đỉnh đầu Thẩm Khánh Hoa, thành tựu lớn nhất mà hội kinh mậu lần này giành được chính là tập đoàn Thiên Niên ký hợp đồng với khu phát triển Phong Trạch, muốn xây dựng cơ sở sản xuất ở đây chính phủ thành phố phong trạch và thị ủy đều bởi vì chuyện này mà hoan ca nhảy nhót mới được có mấy ngày mà sao lại đột nhiên thay đổi như vậy tề quốc viễn nói sao lại thế hợp đồng cũng ký rồi bọn họ hủy hợp đồng thì phải bồi thường tổn thất lý trung nói người ta căn bản không thèm bận tâm chỗ tiền đó còn ham dọa là nếu như chúng ta dám yêu cầu bồi thường sẽ gặp chúng ta ở tòa án thẩm khánh hoa nói nguyên nhân gì bọn họ muốn hủy hợp đồng cũng phải có nguyên nhân chứ Lý Trung nói, bọn họ bảo. Bảo gì? Lý Trung cắn cắn môi rồi mới nói, Trung đảo tiên sinh nói, muốn hỏi nguyên nhân thì tới tìm phó thị trưởng Trương. Trong đầu thẩm khánh hoa kêu ong ong, y hiểu rồi, khẳng định là Trương Dương ở bên trong động tay động chân, thằng ôn này đang lợi dụng phương thức này để nói với mình rằng, hắn có thể giúp mình chê yêu thương dẫn tư, cũng có thể đòi lại đầu tư, thẩm khánh hoa từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng tức giận như vậy, y tức đến nỗi đứng dậy vỗ mạnh bàn, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống. Tề quốc phiến có chút đồng tình nhìn thẩm khánh hoa, vị bí thư thị ủy bất khả nhất thế ở phong trạch này cuối cùng cũng gặp khắc tinh rồi. Triệu quốc đống rất hiểu là thẩm khánh hoa đang lợi dụng chuyện thanh toán để làm khó trương dương. Trong mắt y, thẩm khánh hoa vốn không cần phải như vậy, thủ đoạn này không được cao minh, dẫu sao thì hội kinh mậu và buổi diễn từ thiện trần tai thành công cũng là công lao của trương dương, dùng cho mèo này để đi làm khó công thần, chứng tỏ tầm mắt của bí thư thẩm rất hẹp. Trong khái niệm trước kia của Tề Quốc Viễn tầm mắt của Bí thư Thẩm không hẹp như vậy, nhưng y lại cứ sử dụng loại thủ đoạn không cao minh này, điều này chứng tỏ Thẩm Khánh Hoa đã bất lực đối với Trương Dương rồi. Trong lòng y biết rõ, tập đoàn Thiên Niên sở dĩ hủy hợp đồng, nguyên nhân là bởi vì Trương Dương. Tề Quốc Viễn lặng lẽ lui ra, vào những lúc như thế này y không tiện ở lại, y cho rằng nên cho Bí thư Thẩm một không gian để một mình suy nghĩ cho kỹ. Thẩm Khánh Hoa không cần thời gian để suy nghĩ. Tề quốc viễn còn chưa ra khỏi cửa lớn của văn phòng thì y đã gọi lại quốc viễn, đưa tờ phiếu chi này cho Trương Dương đi. Thẩm Khánh Hoa tuy già nhưng không hồ đồ, y biết nếu tập đoàn thiên niên thật sự phá vỡ hợp đồng thì sẽ mang lại hậu quả gì. Tề quốc viễn quay người cầm lấy hóa đơn, rời khỏi văn phòng của Thẩm Khánh Hoa mới dở ra xem, đây là một tờ phiếu chi 87 vạn, bên trên có chữ ký của bí thư thẩm. Tề quốc viễn nhìn thấy thấy tờ phiếu này đã được ký từ trước rồi, Thẩm Khánh Hoa một mực không cấp cho Trương Dương là y dắp tâm muốn làm khó Trương Dương, khóe miệng tề quốc viễn lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó hiểu, thẩm khánh hoa làm vậy rốt cuộc là có ý nghĩ gì? Sớm đã như vậy thì cứ gì phải khổ thế? Trương Dương không bởi vì bị thẩm khánh hoa làm khó mà tức giận, hắn nhàn nhã ngồi sửa móng tay, trong cơ thể của trung đảo xuyên thái còn có cây phụ cốt châm mà mình gieo vào, bảo y làm gì, y sẽ ngoan ngoãn làm cái đó, uy hiếp hủy bỏ hợp đồng, chỉ là một uy hiếp mà thôi, Trương đại quan nhân đối với công tư phân rất rõ ràng, thẩm khánh hoa lấy việc công báo thủ riêng, mình cũng chỉ là lấy đạo của người trả cho người. Nhìn tờ phiếu chi 87 vạn, Trương Dương không cảm thấy có gì bất ngờ, hắn lạnh nhạt nói, tôi không thích phương thức làm việc của bí thư thẩm, công là công, tư là tư, thân là người lãnh đạo số một của phong trạch, ông ấy nên phân thật rõ ràng. Tề quốc phiến cười cười, y biết Trương Dương ở trước mặt mình nói những lời này là có mục đích gì, hắn muốn mình chuyển lời cho thẩm khánh hoa. Tề quốc viễn nói, tiểu trương, trong công tác có bất đồng ý kiến là chuyện thường mà, ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Trương Dương nói, nguyên tắc làm người của tôi là người ta kính tôi một thước, tôi kính người ta một trượng, nhưng trong thể chế có quá nhiều đấu đá lửa gạt, muốn tương kính như tân cũng khó. Tề quốc viễn gật gật đầu, mượn cớ có việc đi trước. Trương Dương cầm tờ phiếu chi trong tay, gọi thư ký phó trường trinh tới, bảo gã tới cục tài chính lĩnh tiền. Lúc Phong Trạch cầm lấy tờ phiếu đó, Thường Lăng Phong vừa hay tới văn phòng của Trương Dương muốn bàn với gã về chuyện cải cách hệ thống vệ sinh, nghe nói Thẩm Khánh Hoa cuối cùng cũng ký phiếu chi, Thường Lăng Phong không khỏi cười nói chủ nghĩa quan liêu hại dân. Hiệu suất làm việc của Phong Trạch so với Giang Thành cũng chẳng tốt hơn được ít nào. Lúc Phó Trường Trinh nhận tờ phiếu chi đó thì mặt có chút do so dự, gã muốn nói gì đó. Nhưng Trương Dương chừng mắt lên, đi đi. Phó Trường Trinh gật đầu, quay người bước đi thường lăng phong nói anh không nhìn ra là gã rất do dự à trương dương nói nhìn ra chứ tôi dám chắc ngô kiến tân sẽ không thuật lợi giao tiền cho gã đâu thường lăng phong nói vậy sao anh còn bảo gã đi trương dương không nói gì cười trông rất nham hiểm thường lăng phong thở dài gã đã ít nhiều hiểu về trương dương thằng ôn này lại tìm cớ gây chuyện rồi thẩm khánh hoa tuy ngoan ngoãn chịu ký phiếu chi cho trương dương nhưng trương đại quan nhân lúc này trong lòng cực kỳ không vui, gã muốn tìm một nơi để phát tiết. Thường Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ, hy vọng Ngô Kiến Tân có thể ngoan ngoãn nôn tiền ra cho Phó Trường Trinh. Phó Trường Trinh rất nhanh liền quay lại, gã không cầm tiền về, nói với Trương Dương, cục trưởng Ngô nói bên trên vẫn chưa có thị trưởng tôn ký. Trương Dương cầm tờ phiếu chi lên ký tên của mình, cầm đi. Phó Trường Trinh có chút khó xử nói, thị trưởng Trương cái này. Đi đi, Phó Trường Trinh mặt mày khổ não quay người bước đi. Thường Lăng Phong cười nói, anh là phó thị trưởng rồi, đừng có hở tí là đánh người. Trương Dương cười nói, tôi vốn không định đánh người đâu, anh nói vậy khiến tay chân tôi lại ngứa ngáy rồi. Thường Lăng Phong nói, Cục trưởng Cục Tài chính Ngô Kiến Tân là em rể của bí thư thẩm đấy, anh nghĩ cho kỹ vào. Trương Dương nói, bí thư thẩm cũng ký rồi, gã còn muốn tôn đông cường ký tên nữa, thế rõ ràng là không nể mặt tôi, tôi nếu là thẩm khánh hoa thì vả cho gã hai cái rồi thường lăng phong nói anh á anh không làm được đâu trương dương nói chuyện ăn no rồi làm đầu bếp tôi không làm nhưng ai con mẹ nó ăn của tôi rồi mà còn dám nhăn mặt với tôi ông đây quyết không bỏ qua cho hắn phó trường trinh mặt mày ủ rũ trở về phiếu chi vẫn còn ở trong tay gã gã nói với trương dương cục trưởng ngô nói rồi phải có chữ ký của thị trưởng tôn trương dương gật đầu được hắn đứng dậy nói đi tôi đi với cậu thường lăng phong nhìn trương dương bất lực lắc đầu chỉ vào đồng hồ trên tường nói sáu rưỡi tối ở sảnh tùng hạc khách sạn bạch lộ anh đừng có quên đấy viện trưởng tả bác sĩ vũ đều tới trương dương nói không mất nhiều thời gian vậy đâu cục trưởng cục tài chính khi thấy phó trường trinh thì lại ngây ra lập tức có chút bực bội nói tôi bảo này cậu này đòi mạng có phải không gã ngừng đầu lúc này mới nhìn thấy trương dương ở phía sau phó trường trinh mặt lập tức nở nụ cười phó thị trưởng trương đấy à ngài có việc gì vậy trương dương đánh mắt ra hiệu cho phó trường trinh phó trường trinh đành trơ mặt cầm tờ phiếu chi tới ngô kiến tân cười nói ồ tôi còn tưởng là việc gì thì ra là chuyện phí hội nghị thế này nhé phó thị trưởng trương à án chiếu theo quy định của chúng ta trên đây còn cần thị trưởng tôn ký nữa ngài xem Trương Dương nói chữ ký của bí thư thẩm không có tác dụng gì à? Ngô Kiến Tân vẫn mặt mày tươi cười, nói không phải là không có tác dụng, án chiếu theo chế độ tài vụ, khoản chi lớn như vậy cần có chữ ký của hai vị lãnh đạo, mà nhiều tiền như vậy tôi cũng không thể lập tức lấy ra được, nói chung là cần có một quá trình chuẩn bị. Trương Dương gật đầu, nói tôi cho anh 5 phút, chi phiêu thì tôi không cầm đâu, tới ngân hàng thì tôi hiểm phiền phức, tôi hôm nay lái xe, 87 vạn cũng không nhiều, có thể để vừa vào cốp xe sau của tôi." Ngô Kiến Tân cười nói, "Phó thị trưởng Trương, ngài đang nói đùa đấy ư?" Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc, lạnh tanh nói, "Tôi cũng thích nói đùa lắm, đáng tiếc là anh không đủ tư cách." Ngô Kiến Tân cuối cùng cũng ý thức được, Trương Dương là có chuẩn bị mà tới, người ta không phải là đang nói đùa, thật sự là tìm mình đòi tiền, Ngô Kiến Tân nói, "Phó thị trưởng Trương, thời gian ngắn như vậy, anh bảo tôi đi đâu lấy tiền đây?" trương dương cười lạnh nói anh chơi tôi đấy à ngô kiến tân nói sao lại nói vậy anh là lãnh đạo tôi sao dám trương dương giơ tờ phiếu chi trong tay lên đây là gì có chữ ký của bí thư thẩm không nhưng trương dương nói được thị trường tôn chưa ký có phải không anh nói là bí thư ký cũng vô dụng tôi ký cũng vô dụng chỉ có phiếu chi mà thị trường tôn tự mình ký thì anh mới đưa tiền nộ hỏa ở trong lòng trương đại quan nhân càng lúc càng bành trướng ngô kiến tân cười bồi nói thủ tục mà mọi người đều làm vậy cả quy định của bên trên tôi cũng không có biện pháp nào khác quy định của bên trên những bộ môn liên quan thường thường là cái cớ tốt nhất trên quan trường trương dương gật đầu nói được tôi coi những lời anh nói là thật vậy thì chính là bí thư thẩm chơi tôi tôi rõ ràng là đã ký mà không giữ lời còn cấp cho tôi tờ phiếu chi này thế có phải là chơi tôi không hắn vươn tay ra nắm lấy cổ áo của ngô kiến tân ngô kiến tân sớm đã nghe tới ác danh của trương đại quan nhân cho rằng là hắn muốn đánh mình sợ hãi nói anh làm cái gì thế nơi đây là cơ quan quốc gia có gì thì từ từ nói trương dương nói tôi biết là cơ quan quốc gia tôi cũng không đánh anh đi chúng ta tới trước mặt bí thư thẩm nói lý ngô kiến tân vội vàng giật cổ tay trương dương ra anh bỏ tôi ra rồi nói gã rất nhanh liền phát hiện cổ tay của trương dương giống như là sắt thép bằng vào sức của gã căn bản không thể làm lay động được trương dương cười nói bỏ anh ra à chuyện hôm nay không nói rõ ràng với tôi thì anh không xong với tôi đâu bí thư thẩm ký rồi mà anh ba lần bảy lượt làm khó tôi tôi cũng muốn xem xem chi tiêu tài chính của phong trạch này có phải là chỉ mình ngô kiến tân anh quyết định không hắn lôi ngô kiến tân từ trên ghế dậy phó trường trinh nhìn thấy cảnh ở trước mắt thì ngây ra đó phó thị trưởng trương này quá biêu hãn rồi Động tính ở bên này lập tức hấp dẫn không ít nhân viên công tác của cuộc tài chính vi quan, Ngô Kiến Tân gào lên, bỏ ra, bỏ tôi ra, nơi đây là đơn vị công tác, anh muốn làm cái gì? Trương Dương kéo Ngô Kiến Tân ra ngoài, Ngô Kiến Tân tuy có chút khí lực, nhưng chút sức đó của gã căn bản không thể nào so sánh được với Trương Dương, gã phẫn nộ nói, phó thị trưởng Trương, anh còn làm vậy nữa là tôi báo cảnh sát đây. Báo đi, Trương Dương vừa nói vừa lôi Ngô Kiến Tân ra ngoài bất kỳ bộ môn nào cũng không thiếu kẻ hiếu sự, người xem náo nhiệt thì nhiều thật, nhưng người thực sự dám vào can ngăn thì lại không có ai, mọi người đều biết người hôm nay tớ cục tài chính gây sự là ai, phóng mắt khắp địa giới phong trạch, người có thể trêu vào hắn không nhiều. Ngô Kiến Tân dưới ánh mắt của mọi người bị Trương Dương lôi đi, thực sự là xấu hổ tới cực điểm, hắn hạ thấp giọng nói, bỏ ra đi, nhiều người đang nhìn kia. Tôi đi theo anh là được chứ gì, cứng không được thì gã chỉ đành mềm thôi trước tiên lừa Trương Dương bỏ tay ra đã rồi hắn tính. Mục đích của Trương Dương không phải chỉ lôi ngô kiến tân đi là xong, hắn cười lạnh, nói, giờ anh mới nói câu đó à? Lúc chơi thái cực với tôi sao không nói luôn đi, bí thư thẩm không đắc tội với anh mà, anh sao lại mục chung vô nhân như vậy? Động tính của cục tài chính rất nhanh liền được truyền tới chỗ chính phủ thành phố, thị trường Tôn Đông Cường nghe nói tới chuyện này, bảo địch lượng đóng cửa phòng lại, nói với địch lượng tôi không gặp ai hết. Gã là quyết tâm không nhúng tay vào chuyện này. Gã chỉ mong sao trương dương và thẩm khánh hoa đấu đá nhau. Trương dương người có gan đánh Ngô Kiến Tân mới là giỏi. Ta xem ngươi xong chuyện thì thu dọn thế nào nào? Sau cùng vẫn là trưởng thư ký Tề Quốc Viễn, phó thị trưởng thường vụ Trần Gia Niên hai người tới cục tài chính khuyên can. Hai người chạy tới cục tài chính. Ngô Kiến Tân đã ngồi dưới đất rồi. Trương Dương vẫn nắm cổ áo gã, áo sơ mi của Ngô Kiến Tân cũng bị xé rách. Đám nhân viên công tác của cục tài chính đều ở đó xem nhưng không có ai dám tới giúp đỡ. Trần Gia Niên nói, Tiểu Trương à, cậu làm gì thế? Buông tay ra đi. Trường tư ký thị ủy tề quốc viễn thì nhẹ nhàng nói, Trương Dương, có gì thì từ từ nói mà. Hai người họ tuy đều là ban đề của Thẩm Khánh Hoa, nhưng bọn họ không thích Ngô Kiến Tân, tên Ngô Kiến Tân này giữ tiền quá chặt, trừ bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa ra, trong mắt gã căn bản không có người khác. Cho nên hôm nay tới Ngô Kiến Tân bị người ta lôi đi như gà con, Trần Gia Niên và Tề Quốc Viễn ngoài mắt thì tỏ vẻ đồng tình, nhưng ở sâu trong lòng thì lại có chút vui mừng trước tai họa của người khác. Nhưng Ngô Kiến Tân không nghĩ vậy, gã cho rằng hai vị lãnh đạo tới rồi, lập tức vững dạ hơn, vừa rồi là Trương Dương nắm cổ áo gã, gã bị lôi từ văn phòng ra tới ngoài cửa, sắp mất hết sức phản kháng, lúc này lại dồn hết dũng khí, nắm lấy cổ tay Trương Dương, gầm lên có dạng lãnh đạo như anh à. Chuyện trong công tác, có thể bàn bạc giải quyết, anh không ngờ lại dùng phương thức dã man này, sao? Anh còn muốn đánh người à? Anh đánh đi, đánh đi. Trương Dương bật cười, ở ngay trước mặt Trần Gia Niên và Tề Quốc Viễn giơ tay lên cho Ngô Kiến Tân hai cái bập tai rõ vang, đánh tuy nghe rất vang nhưng lại không nặng. Sau đó Trương Dương nói, thị trưởng Trần, trưởng thư ký Tề, hai người đều nghe rõ nhé, là anh ấy cầu tôi đánh. Lúc Trương Dương nói liền buông cổ áo Ngô Kiến Tân ra. Ngô Kiến Tân ở trước mặt nhiều người như vậy bị Trương Dương cho hai cái tát, thẹn quá hóa giận, gã cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, một lòng muốn lấy lại thể diện, gầm lên rồi lao về phía Trương Dương, dùng đầu hút vào ngực Trương Dương. Trương Dương thản nhiên như không, đợi khi Ngô Kiến Tân sắp hút vào ngực mình, thân hình đột nhiên lách sang bên, Ngô Kiến Tân vốn cho rằng có thể hút ngã hắn, nhưng trước mắt đột nhiên mất đi mục tiêu, nhịp dưới chân lại không thể thu lại, thân thể mất thăng bằng ngã xuống, đầu nện cái rầm vào mặt sàn bằng xi măng cứng chắc, đầu vỡ một mảng, máu ồ ồ chảy ra gã đau qua hét lên một tiếng ôm vết thương chỉ vào trương dương nói mày đánh tao trương dương cười nói dục ra chi tội hà hoạn vô tư hai vị lãnh đạo đều ở đây là anh muốn đánh tôi bản thân đứng không vững nên bị vỡ đầu liên quan chó gì tới tôi ngô kiến tân hét thảm nói tao sẽ kiện mày tao sẽ kiện mày mày ỉ thế kinh người ỷ lớn hiếp nhỏ trương dương nói kiện tôi à anh thân là cục trưởng tài chính, nắm quyền mà đảng và chính phủ cấp cho anh nhưng lại không làm đúng trách nhiệm, tôi còn muốn kiện anh đây này. Hắn dơ tờ phiếu chi của thẩm Khánh Hoa, thị trưởng Trần, thư ký trưởng Tề, các ông xem xem, bí thư thẩm đã phê duyệt phí hội nghị, tôi bảo tiểu phó tìm anh ta lấy tiền, anh ta hết lần này tới lần khác làm khó, tiểu phó phải đi tới ba chuyến, người Trung Quốc chúng ta chú trọng qua tam ba bận, anh là cục trưởng cục tài chính không sai, nhưng ai con mẹ nó quy định tiền của phong trạch đều là của anh ta, hôm nay tôi để tờ phiếu chi này ở đây, 87 vạn, tôi nhất định phải lấy. Ngô Kiến Tân ôm cái mặt đầy máu, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi, gã bắt đầu hối hận rồi, mình sao thế nhỉ, tự dưng đi chọc vào tên hỏa hại này làm gì. Tề quốc viễn thấy nên ra mặt rồi, vội vàng cường nói, đều là người của mình, đừng để cho người ngoài cười chê, đồng chí Tân Kiến, mau tới bệnh viện băng bó đi. Trương Dương lại nói, không việc gì phải thế, chặt đầu xuống thì cũng chỉ là thêm cái lỗ to như cái bát mà thôi, người của đảng chúng ta há lại đi sợ chút thương vặt. Hôm nay bị thương nhẹ mà không ra mặt trận, làm chuyện gì cũng phải lấy công tác làm trọng. Tôi hôm nay nếu không cầm được tiền, cuộc tài chính các anh đừng có ai hỏng bước ra được khỏi cửa. Trần Gia Niên ho khan một tiếng, vương bát chi khí của trương đại quan nhân lộ ra hết rồi, Trần Gia Niên tuy là phó thị trưởng thường vụ, nhưng cũng chẳng dám chọc vào trương dương trần gia niên nói tôi thấy hay là thế này đi bí thư thẩm cũng ký rồi phía cuộc tài chính chắc không có vấn đề gì đồng chí tân kiến anh cũng đừng quá cứng nhắc nữa đưa tiền đi tiểu trương đồng chí tân kiến bị thương không nhẹ cậu không cho anh ta tới bệnh viện vạn nhất có ba giải hai ngắn gì thì làm thế nào đều là đồng chí với nhau hà tất phải làm như vậy trương dương nói thị trưởng trần trưởng thư ký tề không phải là tôi không nể mặt hai vị là kiều trì gã quá khinh người phiếu chi mà bí thư thẩm mà vẫn coi như không, còn muốn thị trường tôn ký nữa, không phải chỉ là 87 vạn phí hội nghị tôi ư. Anh con mẹ nó đi đi về về làm khó tôi, sao lúc mở hội kim mậu chiêu thương dẫn tư sao không nói luôn đi. Giờ lại giờ cái trò này, anh nếu có chuyện gì, tôi gánh, ngô kiến tân, tôi hỏi anh một câu, phiếu chi của đồng chí bí thư thị ủy thẩm Khánh Hoa có hiệu lực không? Trương đại quan nhân nhân tức giận nhìn ngô kiến tân, một cỗ sát khí bất khả nhất thế lấy hắn làm trung tâm tản ra bốn phía, ngay cả lão tướng Trần Gia Niên và Tề Quốc Viễn kinh nghiệm xa trường cũng cảm thấy một cỗ hàn ý lẫm liệt. Ngô Kiến Tân lúc này giống như là một con gà chống bại trận, gã cắn chặt môi, trong lòng đa khuất phục rồi, nếu ông trời cho gã cơ hội quay trở lại thời gian, gã nhất định sẽ sẽ nhanh gọn kê chi phiếu cho tiểu phó, để trương đại quan nhân đi càng xa càng tốt, ngàn vạn lần đừng có chút giận lên đầu mình, nhưng hiện tại gã có hối hận thì cũng muộn rồi. Ngô Kiến Tân không nói gì, gã cũng có tự tôn, chuyện đã ẩm ý tới mức này, gã chỉ đành cố mà lì ra, dứt khoát giả vờ câm điếc. Tề Quốc Viễn và Trần Gia Niên nhìn nhau, hai người đều có chung một suy nghĩ, Ngô Kiến Tân tìm chết. Trương Dương nói, thì ra phiếu chi của bí thư thẩm chẳng có tác dụng gì, sớm biết thế này thì tôi cũng chẳng đến đây làm gì cho mất thời giờ. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hắn xé rách tờ phiếu chi 87 vạn rồi ném đi. Ngô Kiến Tân nhìn những mẩu giấy bay là tả trên không chung, lúc này gã hoàn toàn hồ đồ rồi, Trương Dương rốt cuộc là muốn làm gì? Trương Dương nói, Ngô Kiến Tân hiện tại tôi muốn anh lập tức phát ngay 87 vạn tiền phí hội nghị còn thiếu, dúng tiền mặt mà trả, anh có thể không cấp, hai vị lãnh đạo có thể giúp làm chứng tôi sẽ khởi tố anh tội không làm tròn trách nhiệm, tôi nói được là làm được. Khóe miệng Ngô Kiến Tân giật giật, gã muốn nói cứng một câu, nhưng lúc nào lại không còn tới nửa phần dũng khí, Chủ nhiệm văn phòng cục tài chính Bành Vĩ vội vàng chạy tới, đưa di động cho Ngô Kiến Tân, cục trưởng Ngô, điện thoại. Ngô Kiến Tân đưa điện thoại lên tai, nghe thấy giọng nói vì giận quá mà thành run rẩy của Thẩm Khánh Hoa, "Cấp tiền đi." Tất cả nhân viên công tác của cục tài chính Phong Trạch trước giờ chưa từng thấy cảnh kỳ quái như vậy, phó thị trưởng Trương đứng trước xe pick-up của hắn, mấy vị kế toán của cục tài chính từ trong ngân hàng ở đối diện lấy tiền mặt ra, sau đó buộc từng tập lại đặt vào cốp xe pick-up cứ một vạn một tập, tổng cộng 87 vạn, đặt ở sau cốp xe chỉ chiếm một diện tích nhỏ. Sau khi cục trưởng Ngô Kiến Tân đáp ứng chi tiền, lập tức bảo người đưa tới bệnh viện. Tề Quốc Viễn và Trần Gia Niên đều chưa đi, hai người muốn tự mình chứng kiến cảnh tượng bất khả tư nghị nhất trong lịch sử chính trị phong trạch, Trương Dương xe rách tờ phiếu chi đó, đồng thời cũng xé luôn sự tôn nghiêm mà Thẩm Khánh Hoa gây dựng nhiều năm ở phong trạch, nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có người dám khiêu chiến chính diện với bí thư Thẩm, hơn nữa từ trước mắt cho thấy, hắn còn giành được thắng lợi sơ bộ, thắng một cách hàm sướng lâm ly. Tề quốc viễn biết rõ tiền nhân hậu quả của chuyện này hơn Trần Gia Niên, không nhắc tới quan hệ cá nhân, trên đạo nghĩa mà nói, Thẩm Khánh Hoa làm chuyện này không được hậu đạo cho lắm, có lẽ Thẩm Khánh Hoa muốn lợi dụng loại phương pháp này để làm khó Trương Dương, cho Trương Dương tuổi trẻ khí thịnh một bài học, nhưng Thẩm Khánh Hoa rõ ràng là đánh giá thấp năng lực của Trương Dương rồi, cũng đánh giá thấp tính cách và tính nóng của Trương Dương mà bí thư thẩm rất bất hạnh chậm đúng chỗ mẫn cảm nhất của Trương Dương. Dẫn tới cơn giận tam bành của phó thị trưởng Trương, tính chất của nó rất nghiêm trọng, mà kết quả của nó cũng rất bi thảm. Trương Dương rất lễ phép tạm biệt Trần Gia Niên và Tề Quốc Viễn, sau đó lái xe pick up chở 87 vạn nghênh ngang bỏ đi. Tề Quốc Viễn và Trần Gia Niên nhìn chiếc xe pick up đi xa, tâm tình của hai người đều rất phức tạp, một lúc sau, cho tới khi xe pick up mất tâm mất dạng, Phó thị trưởng thường vụ Trần Gia Niên mới nói, không biết Ngô Kiến Tân bị thương thế nào nhỉ. Tề quốc viễn nói, tự chuốc lấy thôi, phiếu chi của bí thư thẩm mà gã còn dám chơi như vậy, cho gã một bài học cũng đáng. Trần Gia Niên nói, nếu hôm nay anh ở vị trí của Trương Dương thì anh sẽ làm thế nào? Tề quốc viễn cười cười, tôi không dám làm vậy đâu. Sợ rằng cũng chẳng có ai dám làm như hắn, nhưng... Tề quốc viễn dừng lại một chút, trầm trước một lát rồi mới nói, rất thống khoái có phải không? Trần Gia Niên gật mạnh đầu, nói, rất thống khoái. Tạ ủng quân và vô tử lương lần này tới là để bàn chuyện liên minh bệnh viện. Cục trưởng Cục Vệ sinh Phùng Xuân Sinh, Viện trưởng Bệnh viện Phong Trạch Lương Phương toàn bộ đều tới tiếp đái, bàn tới thực lực của bệnh viện. Bệnh viện nhân dân số 1 Giang Thành là đứng đầu khu vực Giang Thành, nhưng theo sự phát triển của thời đại, cạnh tranh trong nội bộ hệ thống y tế rất kịch liệt, mấy bệnh viện lớn khác của Giang Thành đều đặt ánh mắt ở những thị huyện thuộc sự quản lý của Giang Thành, phải biết rằng phần lớn bệnh nhân đều là tới từ địa khu xung quanh chứ không chỉ là giới hạn ở nhân khẩu của thị khu. Bệnh viện Phong Trạch là một trong những bệnh viện có thực lực nhất của thị huyện thuộc quyền quản lý chủ Giang Thành, trừ bệnh viện nhân dân số 1 Giang Thành ra, mấy bệnh viện lớn khác của Giang Thành cũng từng tiếp xúc với họ. Hiện tại quản lý xây dựng bệnh viện bắt đầu chú trọng liên hợp chuyên sâu, trên kỹ thuật y học hỗ trợ cho nhau, như vậy thì mới giúp cho họ mở rộng thị trường y tế. Chủ nhiệm phòng cải cách văn giáo vệ sinh Thường Lăng Phong là người xúc tiến lần gặp mặt này. Tạ Ủng Quân và Phùng Xuân Sinh, Lương Phương toàn bộ đều là người quen cũ của nhau. Những người quản lý bệnh viện này trước đây đều đặt sự chú ý chủ yếu trên phương diện xây dựng bệnh viện của mình. Gần đây mới ý thức được tính trọng yếu của việc phát triển thị trường y tế. Đúng như Thường Lăng Phong nói, bọn họ nên lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu, bệnh viện nhân dân số 1 Giang Thành phát huy ưu thế kỹ thuật của họ, bệnh viện nhân dân Phong Trạch có thể phát huy ưu thế trên số bệnh nhân của họ, hai bên nếu có thể liên hợp thành công. Đối với sự phát triển y tế trong tương lai của địa khu Giang Thành sẽ có ảnh hưởng sâu rộng. Trương Dương đến sảnh Tùng Hạc đúng 6 rưỡi tối, hắn trước giờ luôn là người đúng giờ, không thích người khác đến muộn thì mình cũng đừng có bao giờ đến muộn. Chương 392, bình tĩnh. Thường Lăng Phong nhìn thấy hắn, không khỏi bật cười, chuyện thằng ôn này uy chấn cục tài chính đã được đồn đại ẩm ý khắp cả phong trạch, thường lăng phong phát hiện bất kỳ ai cũng không đoán được suy nghĩ của Trương Dương, phương thức giải quyết vấn đề của hắn có rất nhiều loại, thằng ôn này thường thường sẽ lựa chọn một loại khiến người khác không thể tưởng tượng được nhất, có lẽ rất nhiều người đều cho rằng đây là lập gì, nhưng ngấm kỹ lại, cách làm của Trương Dương có chỗ thông minh của hắn, sự thành công của hội kinh mậu phong trạch không chứng minh được gì. Mâu thuẫn của Thẩm Khánh Hoa và Trương Dương cũng sẽ không bị sự thành công này che đây, Quy kết tới cùng, hai người sản sinh mâu thuẫn vẫn là vì tranh giành quyền lực, Thẩm Khánh Hoa là người nắm quyền của phong trạch, mà sự xuất hiện của Trương Dương đã không ngờ làm lung lay địa vị của y, Thẩm Khánh Hoa vì bảo vệ quyền lực của mình khẳng định sẽ sản sinh chiến tranh với Trương Dương, chỉ là bản chất của trận chiến này không nên tới sớm như vậy, là Trương Dương châm ngòi chiến tranh một cách có ý thức. Khi Thẩm Khánh Hoa thích dùng ám chiêu nước ấm đun ếch, nhưng phán đoán của Trương đại quan nhân đối với tình thế lại đặc biệt cảnh giác không đợi thẩm khánh hoa đun nóng nước đã dùng nước lạnh hắt vào mặt y. Trương Dương mỉm cười bước vào, vẻ mặt của hắn chấn định bình hòa, căn bản không giống như là vừa phát hỏa, lòng giả của Trương Đại Quan Nhân không hẹp hòi như vậy, chút chuyện chỉ như cái rắm khiến kẻ địch run rẩy trong phẫn nội và sợ hãi mà thôi. Ta vẫn cứ tiêu xái đối diện với nhân sinh, cái đó là thân ở nơi nào thì mưu tính công việc ấy, ta vẫn phải tiếp tục nỗ lực vì sự nghiệp cải cách văn giáo vệ sinh của phong trạch. Trương Dương mỉm cười bắt tay với tả ủng quân, Vu tử lương, hắn ngồi xuống cạnh tả ủng quân, nói, viện trưởng tả là tiền bối của tôi, bác sĩ vu là bạn tốt của tôi, hai người đều là người mà tôi tôn kính nhất. Tả ủng quân cười nói, thị trường trương quá cất nhắc rồi, nghe cậu nói vậy, chúng tôi đều ngại lắm. Trương Dương cười bảo, ngài là nhìn tôi từng bước đi lên, có gì mà ngại. Cục trưởng Cục Vệ sinh Phong Trạch Phùng Xuân Sinh đứng dậy rót đầy chén rượu cho Trương Dương, Y tuy tuổi lớn hơn Trương Dương không ít, nhưng cấp bậc sờ sờ ra đó, vẫn đành phải biểu hiện ra vẻ lễ mạo và khiêm cung. Viện trưởng Bệnh viên Nhân dân Phong Trạch Lương Phương nói, Thị trưởng Trương, tôi vừa mới sơ bộ trao đổi ý kiến với Viện trưởng tả, cũng cơ bản đạt thành ý nghiệp liên hợp rồi. Nếu chúng tôi có thể thực hiện liên thủ, sau này Bệnh viện Nhân dân số 1 giang thành trên kỹ thuật y tế sẽ chỉ đạo cho chúng tôi rất nhiều. Tả ủng quân cười nói, nên nói là cường cường liên thủ hai bệnh viện của chúng ta đều có ưu thế riêng, trên kỹ thuật thì chúng tôi chiếm ưu thế, nhưng trên bệnh nguyên, nguồn bệnh nhân thì các anh lại có ưu thế, sau này chúng ta chỗ giải bù chỗ ngắn, bổ sung cho nhau. Tranh thủ làm lớn mạnh thị trường y tế, xây dựng ưu thế, để sức cạnh tranh của hai bệnh viện chúng ta giành được sự đề thăng vượt bậc. Trương Dương cười nói, được, chúng ta cùng nhau cạn chén này. Dưới sự đề nghị của gã, tất cả mọi người đều uống cạn chén rượu, Trương Dương lại nói, bất kỳ cải cách nào cũng cần có một quá trình lần mò, chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa, trước chúng ta không có nhiều kinh nghiệm thành công để bắt trước, cho nên rất nhiều chuyện đều phải dựa vào chúng ta khai tác sáng tạo, chỉ cần chúng ta nhận rõ mục tiêu, để thăng trình độ kỹ thuật ưu thế của chúng ta, phục vụ sự nghiệp sức khỏe toàn dân được tốt hơn, khiến tố chất thân thể của cả dân tộc đều càng lúc càng tốt, càng lúc càng mạnh, dân giàu nước mạnh, mà dân mạnh thì quốc gia mạnh. Phùng Xuân sinh khen, hay câu dân mạnh thì quốc gia càng mạnh hơn của thị trường Trương nói đúng tâm khảm của tôi rồi. Tả ủng quân nói, thị trường Trương, trừ phương diện y tế thường quy mà chúng ta tiến hành hợp tác diện rộng ra, chúng tôi định liên thủ triển khai một loại những thủ thuật cao, dùng thủ thuật tiên tiến nhất để đề thăng phẩm bài liên hợp của chúng ta, đã sơ bộ chuẩn bị xong máy móc phẫu thuật cấy ghép rồi. Lương Phương gật đầu, nói, bệnh viện của chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép thận. Viện trưởng tả đã đáp ứng toàn lực ủng hộ chúng tôi trên kỹ thuật rồi. Trương Dương cười nói, các ông cứ mặc sức mà làm, trên chính sách chính phủ thành phố Phong Trạch chúng tôi khẳng định sẽ ủng hộ toàn lực. Sau khi ăn tối, Thường Lăng Phong tới phòng của Trương Dương, hắn cười nói, anh cuối cùng là vẫn động thủ. Trương Dương cười nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền ngàn dặm, anh đã biết rồi à. Thường Lăng Phong gật đầu, nói, vừa rồi viện trưởng Lương có nhắc tới chuyện này, Ngô Kiến Tân tới bệnh viện khám bệnh, gã yêu cầu xét nghiệm vết thương, có thể là muốn dùng xét nghiệm vết thương để báo cáo gì đó, nhưng gã bị thương không nặng, về sau này vứt bỏ ý nghĩ này, xử lý vết thương xong liền bỏ đi. Trương Dương nói, hắn là tự mình vỡ đầu, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Thường Lăng Phong nói, Thẩm Khánh Hoa lần này bị anh chơi cho không còn mặt mũi nào cả. Trương Dương cười lạnh, là y tự chuốc lấy thôi, hội kim mẫu tôi giúp y làm nên, khoản quyên góp kháng hạn cứu tai cũng tới tay rồi, y không ngờ lại lật mặt không nhận người, làm khó tôi trong chuyện phí hội nghị, không dạy dỗ y một chút, y còn cho rằng là tôi dễ khi phụ. Thường Lăng Phong nói, Cường Long bất áp địa đầu xa, Thẩm Khánh Hoa ở phong trái kinh doanh nhiều năm, anh muốn lật đổ y thì không dễ đâu. Trương Dương mỉm cười hỏi lại, ai nói là tôi muốn lật đổ y? Tôi cũng muốn cùng y sống yên ổn, nhưng y lại cứ đòi gây sự. Thường Lăng Phong nói, cây cao thì gió cả, anh kỳ thực sớm đã biết rõ đạo lý này rồi, nhưng gần đây biểu hiện của anh quá đột xuất tôi nghe được chút phong thanh, đám lão thị ủy của thị lý lại dục dịch muốn độc, nói rằng anh vì mò vớt chính tích cá nhân, không tiếc làm tổn hại lợi ích của Giang Thành, kéo khoản đầu tư vốn là của Giang Thành về phong trạch. Trương Dương cười nói, tùy họ muốn nói thế nào thì nói, tiền là ở trong túi người ta, người ta muốn bỏ vào đâu thì tôi không thao túng được. Thường Lăng Phong nói, Thẩm Khánh Hoa lần này chịu thiệt là bởi vì y vẫn thiếu hiểu biết về phương pháp làm việc của anh, cẩn thận y sau này chơi cho anh sống dở chết dở đấy. Trương Dương nói, con người anh càng lúc càng đa nghi, đúng rồi, chuyện của hệ thống giáo dục thế nào rồi? Thường Lăng Phong nói, anh đội cái mũ hiệu trưởng trường phong trạch nhất chung lên đầu tôi, tôi hiện tại cưới ngựa khó xuống. Trình độ của người quản lý kiểm tra đánh giá trường học khác với những ngành khác, đa số người nhìn vào suốt lên lớp. Nếu cuộc thi vào trường cao đẳng năm nay mà suốt lên tuyến thấp hơn năm ngoái, người ta sẽ có lý do để nói tôi, và mũi mâu cuối cùng cũng sẽ nhắm vào tôi. Nhắm vào tôi cái gì? Nói anh dùng người không giỏi. Trương Dương cười ha ha, hắn mở tủ lạnh ra lấy hai bình nước khoáng, ném một bình cho Thường Lăng Phong, tự mình mở một bình ra uống một ngụm, nói, "Nói thật, anh đối với cuộc thi lên cao đẳng năm nay thấy thế nào?" Thường Lăng Phong nói, "Các giáo viên của Phong Trạch Nhất Trung đều rất yêu nghề, trình độ dạy học rất cao. Tuy thành tích thi thử không thể khiến người ta hài lòng, nhưng gần đây chuyện của Phong Trạch Nhất Trung xảy ra quá nhiều, các giáo viên và học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều bị ảnh hưởng." Trương Dương gật đầu. Thường Lăng Phong nói, tôi nghĩ ra một cách, trực tiếp gắn tiền thưởng của giáo viên và xuất lên lớp năm nay lại với nhau, dùng cách này để kích thích tính tích cực của họ. Tuy đây không phải là một biện pháp tốt, nhưng trong thời gian ngắn, phương pháp này là hữu hiệu nhất. Trương Dương nói, nên làm như vậy, cuộc thi năm nay phải làm thật tốt, phong trạch nhất chung mấy năm nay xuất lên tuyến đều là số một giang thành, năm nay vẫn phải số một, nếu không khẳng định lại có lắm kẻ nói ra nói vào. Thường Lăng Phong nói, đối với chuyện này tôi vẫn có chút nắm chắc, có điều suất lên tuyến chỉnh thể có vượt qua năm ngoái hay không thì phải dựa vào chút may mắn. Hôm Trương Dương uy chấn cục tài chính, Tôn Đông Cường quay về Giang Thành, lúc tối gã đem chuyện này kể lại từ đầu đến cuối cho ông bố vợ Triệu Dương Lâm, Triệu Dương Lâm vừa nghe vừa cười, Trương Dương vẫn là Trương Dương của trước kia, cho dù là tới phong trạch vẫn không thay đổi chút nào. Tôn Đông Cường nói, người này quá ngông cuồng, Thẩm Khánh Hoa dẫu sao cũng là lão bí thư, hắn nói trở mặt là trở mặt, không nể nang chút nào. Triệu Dương Lâm cười cười, Đông Cường, đổi lại là con, con sẽ xử lý như thế nào? Tôn Đông Cường nói, con sẽ không phát sinh xung đột chính diện với Thẩm Khánh Hoa. Triệu Dương Lâm nói, Thẩm Khánh Hoa có ham muốn quyền lực quá mạnh, đã giao một bộ phận quyền lực vào tay Trương Dương, vậy thì nên làm việc này trước sau vẹn toàn, không nên lấy chút chuyện nhỏ như phí hội nghị ra để làm khó Trương Dương. Tôn Đông Cường nói, không thấy Thẩm Khánh Hoa cũng không phải là thật sự không muốn cấp cho hắn, chỉ là muốn kéo dài thời gian để làm nhụt đi dục khí của Trương Dương thôi. Triệu Dương Lâm cười nói, y tính toán không đúng về tính nóng của Trương Dương rồi, không ngờ được rằng thằng ôn này chỉ vì chút chuyện nhỏ mà nổi giận hầm hầm, Thẩm Khánh Hoa làm vậy cũng là tự chuốc lấy nhục nhã. Tôn Đông Cường nói, Trương Dương chính là một tên vô lại. Triệu Dương Lâm lắc đầu, nói, Đông Cường còn thực sự cho rằng hắn chỉ là một tên vô lại ư. Tôn Đông Cường im lặng nghe bố vợ nói. Triệu Dương Lâm nói, Trương Dương ngoài mặt thì nóng tính dễ xung động, nhưng trong lòng thì lại tỉ mỉ vô cùng. Ngày trước khi Đỗ Thiên Giã rơi vào khốn cảnh, là ai giúp gã giải trừ nguy cơ? Bí thư huyện ủy Xuân Dương Chu Hằng vì sao lại đột nhiên bị mất chức, một loạt những chuyện này đều có liên quan tới Trương Dương. Tôn Đông Cường sở dĩ nói Trương Dương là một tên vô lai, đó là bởi vì sự phản cảm của gã đối với Trương Dương từ trước tới nay, gã khinh thường Trương Dương, nhưng lại không thể không thừa nhận năng lực của Trương Dương ở rất nhiều phương diện đều hơn hẳn mình. Triệu Dương Lâm nói, chàng biến động của Cục Công an phong trạch là ai làm ra? Triệu Quốc Đống là em vợ của Thẩm Khánh Hoa, tòa nhà văn phòng của Cục Công an phong trạch cũng hoàn tất xây dựng 3 năm rồi, ai đã đào cái chuyện vốn đã chôn sâu dưới lòng đất này ra? Triệu Quốc Đống xuống đài, ai là người giành được lợi ích? Thường Lăng Phong vì sao lại tới phong trạch, phong trạch khai sáng thể chế của Bình Hải, làm ra phòng cải cách văn gáo vệ sinh, chẳng lẽ tất cả những điều này đều là kết quả của sự hứng chí nhất thời của Trương Dương Ư? Tôn Đông Cường im lặng không nói gì, sâu chuỗi một loạt những sự kiện này lại với nhau, ngẫm nghĩ tử tế, liền phát hiện Trương Dương làm việc tuyệt đối không phải là theo cảm tính, mỗi một chuyện mà hắn làm đều có mục đích của mình, thậm chí còn tính trước rất kỹ bước tiếp theo. Triệu Dương Lâm nói, thời gian Trương Dương tới phong trạch không dài, nhưng hắn trừ văn giáo vệ sinh mà mình được phân quản ra, còn đoàn kết vững vàng hệ thống công an, bất kể là thẩm Khánh Hoa có tình nguyện hay không, công tác chiêu thương của Giang Thành cũng đã rơi vào trong tay hắn, thẩm Khánh Hoa vì sao lại muốn làm khó hắn, chính là bởi vì ý thức được thằng ôn này khoách triển thực lực cuối nhanh, y muốn áp chế nhuệ khí của hắn một chút. Trương Dương vì sao lại muốn đánh ngô kiến tân? Là bởi vì Trương Dương muốn để cho tất cả những người ở trong thể chế phong trạch biết rằng, mình dám đánh vào mặt thẩm khánh hoa hơn nữa hắn có thực lực đó tôn đông cường hít một hơi lạnh xem ra trương dương không phải là hồ đồ bản thân mình cũng không thông minh được như vậy triệu dương lâm nói cây cao gió cả ở phong trạch câu này không chỉ thích hợp dùng cho riêng trương dương nghe thấy bố vợ nói câu này tôn đông cường đột nhiên hiểu ra câu này cũng thích hợp dùng cho thẩm khánh hoa ở phong trạch y mới là cây đại thụ cao nhất y cho rằng mình có thể một tay che trời ở phong trạch nhưng không ngờ ở xung quanh lại là tiếng gió tiếng hạc, chỉ sợ người muốn thấy y mất mặt không phải chỉ có mình. Triệu Dương Lâm nói, Đông Cường, trên thế giới này dân tộc thông minh nhất là người Do Thái, nhưng có trí tuệ chính trị nhất lại là người Trung Quốc, người Do Thái đặt sự thông minh của mình trong việc truy cầu tiền tài, đây là tiểu trí tuệ, người Trung Quốc của chúng ta mới là đại trí tuệ. Loại trí tuệ này trong chính trị mới có thể được biểu hiện ra đầy đủ. Y vỗ vai con rể, nói, biết bí quyết của thuận nước đẩy thuyền, tá lực đả lực là gì không? Tôn Đông Cường nói, quan trọng là phải biết nắm thời cơ. Triệu Dương Lâm ý vị thâm trường cường nói, vẫn là chọn vị trí, quan trọng nhất là đứng ở vị trí thích hợp, chỉ cần đảm bảo chỗ đứng của con là chính xác, mới có thể phát huy ra lực lượng quan trọng nhất vào thời khắc quan trọng nhất. Ngô Kiến Tân đấu quần băng, vẻ mặt ủy khuất nhìn Thẩm Khánh Hoa, vợ của gã, chủ nhiệm chính ban y khoa cục vệ sinh là Thẩm Khánh Mai không ngừng khóc lóc chị dâu Triệu Quốc Hoa thì đang ở bên cạnh an ủi em chồng. Thẩm Khánh Hoa bực bội nói, khóc, 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 cả ngày chỉ biết khóc, em tốt xấu gì cũng là một cán bộ quốc gia, trừ khóc ra thì còn biết làm gì nữa. Thẩm Khánh Mai nói, em mặc kệ, Kiến Tân là người thật thà, không thể bị người ta khi phục như vậy, hắn là phó thị trưởng thì sao chứ? Em cũng vẫn kiện hắn. Thẩm Khánh Hoa trừng mắt lườm em gái, quay người bỏ vào thư phòng, thuận tay đóng cửa cái rầm thẩm khánh mai khóc càng thương tâm hơn, người ta làm anh đều bảo vệ em gái, nhưng anh ấy thì ngược lại, em đi tìm mẹ phân xử. Triệu Quốc Hoa thở dài, nói tiểu mai, tính của anh em là vậy đó, mẹ gần đây sức khỏe không tốt, em ngàn vạn lần đứng khiến bà ấy thêm buồn lòng. Thẩm Khánh Mai mắt đỏ lượng, nói chị, em không hiểu, hắn là phó thị trường, ngay cả thường ủy cũng không phải, anh em sợ gì hắn. Ngô Kiến Tân vội vàng kéo kéo tay cô ta, tỏ ý bảo cô ta đừng có nói tiếp nữa, Kỳ thực hôm nay Ngô Kiến Tân bị Trương Dương đánh cho sợ vãi ra quần rồi, nếu như không phải là bà vợ Thẩm Khánh Mai khăng khăng kéo gã tới đây xin phân xử, vậy thì gã nói gì cũng không dám tới. Thẩm Khánh Mai gạt tay chồng ra, nói anh sợ, anh em sợ, nhưng em không sợ, em ngày mai sẽ tới chính phủ thành phố tìm hắn, hắn dựa vào gì mà đánh người. Hắn là cán bộ quốc gia hay là lưu manh, ở ngay đơn vị công tác đánh người chính là phạm pháp, em muốn kiện hắn. Em không tin, Cửa thư phòng bị kéo ra, Thẩm Khánh Hoa giận đến mắt trợn tròn xuất hiện ở ngoài cửa, thấy y thật sự tức giận rồi, Thẩm Khánh Mai sợ đến nỗi đành nuốt nửa câu sau vào bụng. Thẩm Khánh Hoa chỉ vào Ngô Kiến Tân, "Cậu vào đây cho tôi." Ngô Kiến Tân có chút sợ hãi cắn chặt môi, Thẩm Khánh Mai đẩy gã, "Muốn đi cùng gã, nhưng Thẩm Khánh Hoa tức giận quát, "Không gọi cô, tôi bảo một mình cậu ấy vào thôi." Ngô Kiến Tân đi vào trong thư phòng, đầu cúi thấp, giống như là học sinh tiểu học làm sai chuyện thẩm khánh hoa lạnh lùng nói đóng cửa vào ngô kiến tân quay người lại đóng cửa phòng nói khẽ anh thẩm khánh hoa thở dài đầy vẻ đồng tình nhìn cái đầu quấn băng của ngô kiến tân quan tớ hỏi bị thượng có nặng không bác sĩ nói thế nào một câu an ủi này suýt nữa khiến cho ngô kiến tân rơi lệ ngô kiến tân ra sức lắc đầu nói không đau bác sĩ nói không sao cả chỉ là chỉ là trong lòng em ấm ức lắm thẩm khánh hoa thở dài ngô kiến tân ấm ức trong lòng chả lẽ y lại không như vậy thẩm khánh hoa nói cậu chịu ủy khuất chút chuyện này tạm thời cứ để đó được không ngô kiến tân hiểu rồi thẩm khánh hoa nói vậy là muốn bảo gã đừng tiếp tục làm lớn chuyện tạm thời bỏ qua việc này trong lòng gã có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu anh em nghe theo anh thẩm khánh hoa nói chuyện công việc đừng có để đàn bàn nhúng vào thị phi trắng đen sớm muốn gì cũng sẽ có công đạo lúc nói câu này trong đôi mắt thâm thúy của y bắn ra ánh sáng kiên định và vững tin. Trong cuộc họp thường ủy Giang Thành, Bí thư thị ủy Đỗ Thiên giá cũng tiến hành khái quát và tổng kết đối với công tác nửa năm đầu của địa khu Giang Thành. Trọng điểm trong đây chỉ ra thành tích đột xuất của Hiệp hội Chiêu Thương mùa hè của Phong Trạch, gã mỉm cười, nói thành tích chiêu thương của Phong Trạch khiến cho lão đại ca như Giang Thành cũng phải xấu hổ. Chiêu thương năm nay của Giang Thành tựa hồ như đình trệ không tiến, ngạch độ chiêu thương dẫn tư còn không bằng một nửa Giang Thành cứ luôn miệng nói rằng mình giành được thành tích, nhưng thành tích không phải là miệng nói ra, mà là so sánh ra. Vẻ mặt của Phó Thị trưởng Tiếu Minh rất xấu hổ, hiện tại công tác cải cách xí nghiệp và chiêu thương đều là do y phục trách, thành tích giành được năm nay quả thật là không được vẻ vang gì cho cam. Đỗ Thiên Giã nói, không chỉ không bằng phong trạch. Mà chúng ta so với bản thân mình thì thành tích chiêu thương năm nay có thể dùng hai chữ ế ẩm để hình dung. Tiếu Minh mặt lại nóng rực lên. Có điều Tiếu Minh vẫn rất biết quan hệ, người trong thường ủy có quan hệ với y rất nhiều, thường ủy thành phố Giang Thành, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị Mã Ích Dân, nói, theo tôi thấy, nguyên nhân tạo thành thành tích chiêu thương không tốt của Giang Thành năm nay có rất nhiều. Đỗ Thiên giã mỉm cười nhìn Mã Ích Dân, trong lòng thì đầy vẻ khinh thường, sau khi tầng lãnh đạo cao nhất của Bình Hải tiến hành tân lão giao thế, Đỗ Thiên giã trên chính trị cũng áp dụng phương thức nhún mình giữ ổn định, để tránh mâu thuẫn trên chính đàn giang thành lại một lần nữa kích thích hóa trong lòng gã hiểu rằng mâu thuẫn có thể tạm thời lắng đi nhưng tuyệt không thể biến mất từ tình huống mà y nắm được mã ích dân viên thành thích triệu dương lâm những người này đã hình thành phái phản đối trong thường ủy bọn họ sở dĩ dám công khai làm khó mình là bởi vì tìm được toàn núi dựa trên chính trị phó thị trưởng tiếu minh lúc trước cũng từng là đối tượng mà đỗ thiên giã muốn đoàn kết nhưng khi đỗ thiên giã lúc trước gặp nguy cơ chính trị lập trường mơ hồ mà Tiếu Minh biểu hiện ra đã khiến Đỗ Thiên Giã vô cùng thất vọng. Người thực sự khiến Đỗ Thiên Giã lo lắng vẫn là thị trường tả viên chiêu, trong công tác, sự bất đồng giữa tả viên chiêu và gã càng lúc càng lớn, điều này đối với Giang Thành mà nói thì không phải là chuyện tốt, Đỗ Thiên Giã cũng thử tiêu trừ bất đồng, nhưng tả viên chiêu lại không biểu hiện ra một chút chủ động nào. Trên chính trị nếu như không thể khiến đối phương công nhận mình, vậy thì phải khiến đối phương khuất phục mình, đây là lời mà khi Đỗ Thiên Giã còn công tác ở Trung Kỳ ủy, một vị lãnh đạo thượng cấp đã nói với gã. Đỗ Thiên Giã nói, Chủ tịch Mã nói cách nhìn của mình đi. Mã Ích Dân nói, Bí Thư Đỗ đã nhắc tới hội kinh mậu mùa hè của Phong Trạch, tôi cũng muốn nói về chuyện này. Đương nhiên, hội kinh mậu mùa hè của Phong Trạch đã giành được thành tích không nhỏ, nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào, thành tích này là xây dựng trên cơ sở nào, Tập đoàn thiên niên của Nhật Bản lúc trước đã đạt thành ý hướng sơ bộ là xây dựng cơ sở sản xuất ở khu phát triển Giang Thành, nhưng hiện tại lại ký hợp đồng với phong trạch, đối với địa khu Giang Thành mà nói thì không có tổn thất gì, nhưng đối với khu phát triển của Giang Thành thì sao? Tôi có thể nói một cách không khách khí là, đây là một loại cạnh tranh không lành mạnh, là người mình đào góc tường của người mình, điều này sẽ mang tới ảnh hưởng như thế nào đối với các thị viện dưới quyền quản lý của Giang Thành? phó thị trưởng lý trường vũ cười nói chủ tịch mã anh đừng kích động như vậy hội kinh mậu mùa hè của phong trạch tôi cũng tham gia nên tôi cho rằng mình cũng có chút quyền phát ngôn hội kinh mậu làm rất thành công chúng ta làm lãnh đạo trước tiên phải khẳng định thành tích công tác của người ta còn chuyện của tập đoàn thiên nhiên trước khi chưa ký hợp đồng chẳng ai có thể khẳng định được người ta nhất định sẽ lựa chọn khu phát triển của giang thành Phong Trạch là một bộ phận của Giang Thành, chúng ta nên đứng ở trên góc độ của Đại Giang Thành mà nhìn chứ không thể xuất phát từ sự hạn chế. Mã Xuyên nói: Tôi không phải là bởi vì Tập đoàn Thiên Niên chọn Phong Trạch mà tức giận, chỉ là cảm thấy chuyện này không đáng để đề sướng. Đây là một loại tự làm hao tổn mình từ bên trong. Lý Trường Vũ đang định nói thì Tả Viên chiêu cướp lời. Tôi thấy hiệp ước giữa Phong Trạch và Tập đoàn Thiên Niên, so với khu phát triển của Giang Thành thì điều kiện ưu đãi hơn nhiều. Nói một cách khác lần này phong trạch trên lợi ích nhượng bộ không ít, tôi muốn hỏi các vị thường ủy ngồi đây, cái mà phong trạch hy sinh là lợi ích của ai? Mã Ích Dân nói, đương nhiên là lợi ích của quốc gia rồi, điều kiện mà khu phát triển Giang Thành đưa ra thì hợp lý hơn phong trạch nhiều. muối thuốc súng trong phòng họp lập tức tràn ngập, chủ nhiệm Đại hội Nhân dân Triệu Dương Lâm vui vẻ bàng quan, y không nói gì cả, lặng lẽ nhìn Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã nói, chỉ là một khối đất, nhưng giá thành ở phong trạch và ở giang thành lại khác nhau, điều kiện đưa ra tất nhiên là khác nhau, thấy mọi người quan tâm và bảo vệ lợi ích của giang thành như vậy, tôi rất vui mừng, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở một số đồng chí, khi bảo vệ lợi ích của giang thành, đồng thời cũng phải dành thời gian đi học tập, không yêu cầu anh phải hiểu rõ về mỗi một lĩnh vực, nhưng một số lời không chuyên môn thì đừng có nói, để tránh là trò cười cho thiên hạ. Lúc Đỗ Thiên Giã nói những câu này, ánh mắt hữu ý mà như vô ý nhìn về phía Mã Ích Dân và Tả Viên Chiêu một cái, ý tứ của hắn rất rõ ràng, hai người các ông căn bản là tay ngang trong kinh tế. Tả Viên Chiêu trong lòng không vui, những lời này có thể là thích hợp với Mã Ích Dân, nhưng Đỗ Thiên Giã dựa vào gì mà nói mình như vậy, Tả Viên Chiêu trước giờ luôn cho rằng nghiên cứu của mình về kinh tế rất sâu, cũng có thể coi là một nhân sĩ chuyên nghiệp, Đỗ Thiên Giã cậu mới là tay ngang. Tả Viên Chiêu nói, đúng vậy, đừng có nói những lời không chuyên nghiệp, Đỗ Thiên Giã nói, thành tích của hội kinh mậu mùa hè của Phong Trạch là đáng để công nhận. Sau này đừng có đem chuyện này ra dị nghị nữa, có thời gian thì nghĩ xem làm thế nào để công tác chiêu thương của Giang Thành đi lên đi, trồng cho tốt cây ngô đồng của mình, lo gì không có phượng hoàng tới. Gã nói với Tiếu Minh, lão Tiếu, năng lực chiêu thương của Tiếu Quế Đường có phải là có vấn đề không, anh phải tăng cường khảo hạch cán bộ, cuối năm nếu như công tác chiêu thương vẫn không có bất kỳ sự khởi sắc nào, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của anh đó nụ cười của tiếu minh vô cùng xấu hổ đỗ thiên giã lôi mình ra gõ ở trước mặt nhiều thường ủy như vậy rõ ràng là rất không hài lòng với mình y gật đầu nói bí thư đỗ yên tâm tôi nhất định sẽ trọng điểm nắm tốt công tác chiêu thương đỗ thiên giã đứng dậy nói tan học đỗ thiên giã vừa đi ra khỏi phòng hội nghị thì tả viên chiêu đuổi theo nói bí thư đỗ đỗ thiên giã thả chậm bước đợi tả viên chiêu theo kịp mỉm cười nói thị trường tả tìm tôi có chuyện gì vậy Tả viên chiêu gật đầu, nói chuyện công trình mở rộng sân bay sao rồi. Đỗ Thiên Giã nói, đưa lên trên rồi, phía quân ủy Trung ương muốn thẩm hạch, tôi chắc nhanh nhất tới cuối năm là có tin tức. Tả viên chiêu thở dài, nói tốc độ phát triển kinh tế của Giang Thành rất nhanh, hiện tại giao thông vận tải, vận tải đường hàng không đã không thích ứng kịp với sự phát triển của thời đại nữa rồi. Đỗ Thiên Giã nói, công trình xây lại trạm xe lửa đang tiến hành, cải tạp đường xá nội thành cũng đang tiến hành. Tin rằng theo thời gian, diện mạo giao thông của Giang Thành sẽ thay đổi trên căn bản. Tả Viên Chiêu nói, vẫn hy vọng hạng mục mở rộng sân bay có thể được phê chuẩn sớm. Đỗ Thiên Giã nói, đúng vậy, Giang Thành đích xác là thiếu một sân bay hiện đại hóa, sân bay hiện tại đã không thể thỏa mãn được nhu cầu của sự phát triển nữa rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, người chơi chính trị đều như vậy, rõ ràng trong lòng không ưa đối phương, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hòa khí, Đỗ Thiên Giã đã ý thức được tả viên chiêu đang kết bè kết phái trong thường ủy, hình thành ăn dơ ngầm với chủ nhiệm đại hội nhân dân Triệu Dương Lâm. Nhưng ngoài mặt gã vẫn rất khách khí với Triệu Dương Lâm. Hai người chia tay ở trước thang máy, Đỗ Thiên Giã về văn phòng của mình, thư ký Giang Nhạc thấy gã về, nói khẽ bí thư đỗ, vừa rồi Trần Lão Tiên Sinh có gọi điện thoại tới. Đỗ Thiên Giã ngây ra, Trần Lão Tiên Sinh mà Giang Nhạc nói chính là Trần Sùng Sơn, cha của gã. Lão gia tử hiện tại nên ở Bắc Nguyên Tĩnh An, cùng với lão chiến hữu sở chấn nam mới đúng chứ. Đỗ Thiên Giã nói, ông ấy nói sao? Nói là ở quán bánh chèo đối diện thị ủy đợi ngài. Đỗ Thiên Giã cũng không ngờ cha mình lại tới Giang Thành, gã dặn dò Giang Thành một câu rồi đi tới đối diện thị ủy. Trần Sùng Sơn ở quán bánh chèo đợi hơn một tiếng rồi, mặc một thân quân trang. Là sở chấn nam đưa cho ông ta, trên bàn đặt một cái mâm trống, túi du lịch quân dụng thì đặt ở dưới chân đỗ thiên giã vô cùng vui mừng ngồi xuống đối diện cha nói khẽ cha cha về sao không tới văn phòng của con trần sùng sơn nói không muốn tạo thêm phiền phức cho con con có đói không tiện ăn chút bánh trẻo luôn nhé đỗ thiên giã gật đầu gọi nửa canh bánh trẻo trần sùng sơn đã ăn rồi ông ta tỏ ý bảo không ăn nữa gọi một cốc trà ngồi ở đó nhìn đỗ thiên giã ăn trong mắt của trần sùng sơn đầy vẻ từ ái đây chính là con trai của ông ta cốt nhục của ông ta đỗ thiên giã nói sao cha đột nhiên lại từ bắc nguyên về thế cũng không báo trước cho con một tiếng để con đi đón cha trần sùng sơn cười nói cha trốn về đấy nghe thấy ông già nói vậy đỗ thiên giã không khỏi bật cười vì sao cha lại trốn về trần sùng sơn nói bác sở của con quá nhiệt tình cả ngày gọi một đám người tới cha không thích nào nhiệt chỉ thích yên tĩnh mà ở tĩnh an cái gì cha cũng chơi rồi cái nên xem cũng xem rồi Trần Sùng Sơn có một chuyện không nói cho con trai. Ông ta sở dĩ tới Bắc Nguyên, mục đích chính là muốn tới trước mộ của vợ là Khư Mẫn Bái Tế. Lần này ông ta cũng mang cả cho cốt của Khư Mẫn về. Ông ta muốn dẫn Khư Mãn về núi Thanh Đài, chôn ở cạnh con trai lớn. Đỗ Thiên Giá cười nói, tính khí của bác sở là vậy mà, không chịu được nhàn dỗi, còn cha thì lại thích yên tĩnh, không ở được với bác ý đâu. Gã nghĩ một chút rồi nói, thế này đi, cha theo con về nhà sống, dẫu sao thì con cũng chỉ ở một mình bình thường cũng không có ai làm phiền, cha nếu cao hứng thì con tiếp cha mấy chén, muốn viết chữ thì con sẽ chuẩn bị bút mực giấy nghiên cho cha, như vậy con cũng có người nói chuyện. Trần Sùng Sơn nói, cha muốn về núi Thanh Đài, lần này về, cha là muốn thăm con, xem tình hình khai phá núi Thanh Đài, lão đạo sĩ hai ngày trước từ trên núi chạy xuống xã gọi điện thoại cho cha, nói rằng từ Hà Quan đang xây lại, ông ta ở sau núi dựng mấy gian nhà cỏ, hẹn cha về làm bạn. Cha biết ông ấy cũng cô đơn lắm, Đỗ Thiên Giã nói cha, tuổi cha lớn rồi, trên núi điều kiện gian khổ, bên cạnh lại không có người chiếu cố, con không yên tâm. Trần Sùng Sơn cười nói, cha sống một mình nhiều năm rồi, cũng nuôi thành cái tính cô độc, con bảo cha quan hệ với người ngoài, cha thật sự là không thích ứng được. Tuổi cha tuy lớn, nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh lắm, điều kiện trong núi tuy gian khổ, nhưng không khí lại tốt, cha không thích thành thị lớn, không khí lúc nào cũng có mùi bụi bặm, không khí trong núi trong lành sinh hoạt ở trên núi, cảm giác mình như là một bộ phận của đại tự nhiên, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều. Đỗ Thiên Giã thấy cha ý nguyện đã quyết, cũng không miễn cưỡng ông ta nữa, nói khẽ con đưa cha về. Trần Sùng Sơn lắc đầu, nói không cần, cha tới chợ Đông Hoa rồi ngồi xe buýt về, con làm việc đi, đừng có rời thị lý. Đỗ Thiên Giã cười nói, gần đây công việc cũng không bận lắm, và lại, chẳng chuyện gì quan trọng bằng chuyện của cha. Trần Sùng Sơn vốn còn muốn kiên trì, nhưng Đỗ Thiên Giã đã vươn tay ra cầm lấy túi hành lý của ông ta, Trần Sùng Sơn vội vàng nói, không cần, để cha tự cầm. Đỗ Thiên Giã ngây ra, từ vẻ mặt của cha gã ý thức được trong túi du lịch này nhất định là có gì đó rất quan trọng. Hai cha con bước ra khỏi quán bánh chéo, Đỗ Thiên Giã rút di động ra đình gọi lái xe thì Tô Tiểu Hồng lái chiếc Audi màu đỏ chậm rãi dừng lại ở trước mặt hai người họ, cười nói, bí thư Đỗ, đi đâu vậy? có cần tôi chở ngài một đoạn không? Đỗ Thiên Giã nói, thôi, tôi đi Xuân Dương cơ. Tô Tiểu Hồng nói, tôi cũng đi Xuân Dương đây, lên đi. Đỗ Thiên Giã có chút lấy làm lạ, nói cô tới Xuân Dương làm gì? Tô Tiểu Hồng nói, tới làng du lịch suối nước nóng cốc Xuân Hy, gần đây thực sự là mệt mỏi quá, tìm một cái cớ cho bản thân được nghỉ ngơi. Đỗ Thiên Giã cười nói, xem ra là cùng đường rồi, đưa bọn tôi tới núi Thanh Đài với, vừa hay không phải dùng xe công. Trần Sùng Sơn vốn không muốn lên xe, nhưng thấy con trai mình đã bảo lên xe, ông ta cũng chỉ đành ngồi lên. Tô Tiểu Hồng đưa cho lão gia tử một bình nước khoáng, nói: "Chú Trần, chú cầm uống đi, trời nóng thì phải bổ sung nước." Trần Sùng Sơn mỉm cười nói: "Cô nhận ra tôi à?" Tô Tiểu Hồng nói: "Nhận ra chứ, trong văn phòng của cháu còn treo một bức tranh chữ của chú mà, là Trương Dương xin chữ của chú giúp cháu." Trần Sùng Sơn cười ha ha, tên tiểu tử đó không nói với tôi. Có điều mỗi lần nó tới chỗ tôi, luôn tìm tôi đòi mấy bức tranh chữ. Tô Tiểu Hồng nói, chú viết chữ quả thật là đẹp quá. Nhiệm cô ta rất khỏe, nói chuyện rất được người ta thích. Trần Sùng Sơn nói, chữ của Trương Dương mới gọi là đẹp, cháu nên tìm nó xin mấy bức tranh chữ mới đúng. Đỗ Thiên Giã nói, cậu ấy hiện tại sợ là không còn thời gian viết chữ nữa rồi, dồn toàn bộ tinh lực làm thị trưởng rồi, ở phong trạch làm rất thuận buồm xuôi gió. Trần Sùng Sơn cười nói, nhưng tôi thấy thằng nhóc đó trông chẳng giống làm quan gì cả, vậy mà giờ không ngờ lại là thị trưởng Phong Trạch. Phó thị trưởng, Tô Tiểu Hồng sửa lại. Chương 393, bóng dáng nụ cười. Rời núi Thanh Đài nhiều ngày, Trần Sùng Sơn vô cùng nhớ nhung mỗi một cành cây, ngọn cỏ của nơi đây, khi ông ta nhìn thấy tất cả những gì quen thuộc của núi Thanh Đài, hai mắt không khỏi có chút hơn ướt, ở dưới núi Thanh Vân chào tạm biệt Tô Tiểu Hồng. Trần Sùng Sơn đeo túi du lịch bước lên núi Thanh Vân đỗ thiên giã đi bên cạnh ông ta thấy chán cha đã đẫm mồ hôi gã quan tâm nói cha cha để con cầm cho tuy trần sùng sơn không cho hắn xưng hô như vậy nhưng khi chỉ có hai người với nhau đỗ thiên giã vẫn kiên trì gọi như thế này trần sùng sơn do dự một lát cuối cùng cũng giao túi du lịch cho gã dặn dò cẩn thận nhé con đỗ thiên giã cười nói bên trong là gì vậy trần sùng sơn mấp máy môi nói khẽ cho cốt của mẹ con đấy Tay đỗ thiên giã run run, sau đó cẩn thận ôm túi du lịch vào lòng, một loàn tư vị phức tạp trước giờ chưa từng có dâng lên trong lòng, gã giống như là thấy một đôi mắt từ hòa đang nhìn mình, ánh mắt đó thuộc về mẹ gã. Trần Sùng Sơn vỗ vỗ vai con trai, nói, đi nào. Lát nữa cha sẽ từ từ nói cho con nghe. Hai cha con chậm rãi đi lên núi Thanh Đài. Đứng trên đỉnh núi, Trần Sùng Sơn nói, đời này cha sẽ không bao giờ rời khỏi dải núi non này nữa. Đỗ Thiên Giã lặng lẽ nhìn cha, gã đột nhiên minh bạch, sinh mệnh và tình cảm của cha đều gắn chặt với mảng rừng núi ở dưới chân này, chỉ có ở đây, ông ta mới có thể thật sự cảm thấy vui vẻ. Sinh mạng của con người là hữu hạn, bất kể là phú quý sang hèn, bất kể là địa vị cao thấp đều sẽ phải đối diện với ngày cuối đời, bất kỳ ai cũng không thay đổi được sự thực này, thiên trì tiên sinh sớm đã nhìn thấu nhân tình thế thái cũng không thoát khỏi đại nạn chi kiếp này. Là tuệ ninh gọi điện thoại tới rất đột nhiên, khi đó trương dương đang mở họp với những người phụ trách các bộ môn mà mình được phân quả mẹ nuôi la tuệ ninh gọi điện thoại tới ngữ khí của bà ta cực kỳ khẩn trương thiên trì tiên sinh không xong rồi ông ấy muốn gặp con nếu có thể thì con mau tới kinh thành một chuyến đi trương dương bỏ điện thoại xuống lập tức phất tay nói tan họp quan hệ giữa trương dương và thiên trì tiên sinh như thầy như bạn hắn trước giờ luôn rất khâm phục khí khái làm người của thiên trì tiên sinh nghe nói tới chuyện này tâm tình của hắn lập tức trở nên trầm trọng Trương Dương bước ra khỏi phòng họp, dặn do thư ký phó Trường Trinh mấy câu rồi lái xe tới Kinh Thành. Khi Trương Dương còn chưa tới cảnh nội thiên tân, La Tuệ Ninh lại gọi điện thoại tới, đau buồn nói với hắn rằng thiên Chỉ tiên sinh đã đi rồi, bảo hắn không cần vội. Trương Dương bỏ điện thoại xuống, nhìn bầu trời đen kịt, hai mắt đột nhiên cảm thấy nóng lên, không ngờ lại ứa hai hàng lệ, hắn vốn cho rằng mình đã sớm hở hững với chuyện sinh tử. Nhưng không ngờ tin buồn của thiên chỉ tiên sinh truyền tới, hắn vẫn không nén nổi thương tâm mà rơi lệ trong lịch trình trọng sinh của trương dương đây là lần thứ hai hắn bi thương như vậy lần trước là tô đại nương mất không ngờ thiên trì tiên sinh lại cũng ra đi đột ngột như vậy bóng dạng nụ cười của ông ta giống như vẫn còn ở ngay trước mắt tất cả đã chú định thành hồi ức trương dương trong lòng lại một lần nữa nảy sinh cảm giác không thể hồi thiên hắn tuy y thuật bất phàm nhưng vẫn không có sức hồi thiên sinh mệnh rồi cũng phải đi tới cuối con đường cho dù là hắn may mắn có cơ hội sống lại, nhưng rồi sẽ có một ngày hắn vẫn phải đối diện với mệnh vận tương tự. Nghĩ tới đây, trương đại quan nhân trong lòng nảy sinh cảm xúc bi thương. Tay hắn nắm chặt vô lăng, ở nguyên tại chỗ trầm mặc hơi 10 phút, mới lại nổ máy, lái về kinh thành trong bóng đêm. Thiên chỉ tiên sinh ra đi rất an tường, cũng rất đột nhiên, lúc buổi sáng viết chữ vẫn còn bình thường, nhưng đột nhiên nói mình không xong, lão tiên sinh cự tuyệt tới bệnh viện, nói rằng đại hạn của mình đã tới rồi, là tuệ ninh mời bác sĩ tới, lúc chẩn đoán cho thiên trì tiên sinh cũng nói rằng lão tiên sinh là dương thọ đã tận. Gọi Trương Dương tới là chủ ý của La Tuệ Ninh, bà ta cho rằng Trương Dương y thuật cao minh, có lẽ có thể cứu được tiên sinh một mạng, nhưng Trương Dương cuối cùng vẫn không tới kịp. Trương Dương nắm bàn tay đã biến thành lạnh buốt của thiên chỉ tiên sinh, trong lòng buồn bã bi thương, hắn một mực coi tiên sinh như chi kỷ của mình, từ nay về sau, trên thế giới này lại thiếu đi một người để nói những lời tri tâm rồi. La Tuệ Ninh nhẹ nhàng vỗ vai Trương Dương, bởi vì khóc nhiều cho nên giọng của bà ta có chút khàn khàn, nói khẽ luật sư tới rồi, muốn tuyên bố di chúc của tiên sinh. Trương Dương nói: "Mẹ nuôi, mẹ đi đi, con muốn ở lại đây với tiên sinh." La Tuệ Ninh nói: "Trong di chúc có nhắc tới con." Trương Dương lúc này mới đứng dậy theo La Tuệ Ninh cùng tới thư phòng của Thiên Chỉ tiên sinh, trừ hai người họ ra, hai môn sinh đắc ý của Thiên Chỉ tiên sinh cũng tới. Luật sư nói mọi người đều tới đủ rồi. Thân là người đại diện của Thiên Chỉ Tiên Sinh, tôi thay mặt Thiên Chỉ Tiên Sinh tuyên bố di trúc của ông ấy với mọi người. Lý Trường Vũ và ba vị sư huynh đều trao đổi ánh mắt với nhau, vẫn là do La Tuệ Ninh đại biểu bọn họ lên tiếng. Luật sư Ngô bắt đầu đi. Luật sư Ngô nói Thiên Chỉ Tiên Sinh không có thân nhân, tất cả việc hậu sự của ông ta giao cho các học sinh lo liệu. Tác phẩm thư pháp của Tiên Sinh thì toàn bộ giữ lại trong sơn trang tiên sinh ủy thác cho học sinh của ông ấy là La Tuệ Ninh nữ sĩ công khai bán đấu giá tất cả tác phẩm thư pháp, khoản tiền nhận được sau khi khấu trừ phí dụng tang lệ thì quyên hết cho công trình hy vọng, hy vọng có thể góp một phần sức cho giáo dục nước nhà, có thể giúp cho nhiều trẻ em được đi học. La Tuệ Ninh gật đầu, mắt đỏ lượng lên, bà ta rút khăn tay ra che miệng. Luật sư Ngô nói, cả đời tiên sinh siêu tầm nhiều vật, những vật sư tầm này đều quyên cho bảo tàng mỹ thuật quốc gia. Không cần hồi báo, chỉ cần viện bảo tàng mỹ thuật có thể chăm sóc tốt cho những vật siêu tầm này, để nhiều người được nhìn thấy chúng. Thư pháp cả đời tiên sinh tâm đắc nhất, tự đóng thành sách, tổng cộng có 8 quyển, khóa ở trong kết bảo hiểm, giao cho 4 vị học sinh bảo quản, cùng nhau học tập tinh yếu trong thư pháp của tiên sinh. Trong 4 vị học sinh tất nhiên là bao gồm cả Trương Dương. Luật sư Ngô sau cùng nói tiên sinh tặng lại tòa trạch viện này cho Trương Dương tiên sinh, hy vọng khi Trương tiên sinh tới kinh, có thể vẩy mực múa bút, tiên sinh ở dưới cửu viện sẽ cảm thấy vô cùng an ủi. Trương Dương giật mình, hắn thực sự không ngờ rằng, thiên trì tiên sinh lại tặng tòa trạch viện này cho mình, ngấm kỹ lại, trước đây mình quả thật có nói muốn xây dựng một căn nhà ở bên cạnh trạch viện của tiên sinh, không ngờ tiên sinh vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Trương Dương nói, tòa trạch viện này tôi không thể nhận được. Là tuệ ninh nói, tiên sinh đã cho con rồi thì khắc có lý do của ông ấy, con cũng đừng cự tuyệt. Trương Dương không lên tiếng nữa, Luật sư Ngô cuối cùng nói, trong thư khố của tiên sinh có mấy ngàn quyển cổ tịch, những cổ tịch này toàn bộ đều tặng cho một cô gái tên là Trần Tuyết, bởi vì tiên sinh ra đi quá đột ngột, cho nên tôi vẫn chưa liên hệ được với Trần Tuyết. La Tuệ Ninh nói, tôi đã sai người đi đón cô ấy rồi. Trương Dương bước ra khỏi thư phòng, lại nhìn thấy trong bóng tối, một bóng người cô độc đang đứng đó, không phải là Trần Tuyết thì còn là ai nữa? Trần Tuyết cũng vừa mới tới, cô ta đã nhìn Thiên Chỉ tiên sinh lần cuối dung nhan bình thường vẫn lạnh lùng hờ hững lúc này được phủ lên vẻ yêu thương mặt trắng bệch trong mắt lấp lánh hai ánh lệ khiến người ta thương tâm trương dương nói cô tới rồi đấy à trần tuyết gật đầu trương dương nói trong di trúc của tiên sinh có nhắc tới cô luật sư ngô đang ở bên trong trần tuyết lắc đầu nói tiên sinh đã dạy dỗ tôi nhiều rồi cô ta quay người bước đi bờ vai trong gió đêm khẽ run rẩy trương dương nhìn ra là cô ta đang khóc hắn vươn tay ra nhẹ nhàng đặt lên vai cô ta, bóng của hai người ngưng động trong ánh trăng. Không ai ngờ được Thiên Chỉ Tiên Sinh lại giao lại tòa trạch viện này cho Trương Dương, buổi tối, Trương Dương và Trần Tuyết đều ở bên linh cứu của Thiên Chỉ Tiên Sinh. La Tuệ Ninh nhìn ánh nến bập bùng, nói, kỳ thực tiên sinh sớm đã coi hai đứa là học sinh của mình rồi. Trần Tuyết nuốt lệ gật đầu. La Tuệ Ninh nói, tiên sinh giao quốc học giáo cho Trần Tuyết, nói là mộ tính của cô trên quốc học rất hiếm có bà ta lại nhìn trương dương vươn tay ra nắm lấy tay hắn trương dương cảm thấy bàn tay của bà ta lạnh lẽo vô cùng không có một chút nhiệt độ nào lặng lẽ truyền một tia nội tức làm ấm kinh mạch của bà ta sợ bà ta vì thương tâm quá độ mà sinh bệnh là tuệ ninh nói kỳ thật người mà tiên sinh quý nhất là trương dương tôi từng hỏi ông ấy tiên sinh đã thích trương dương như vậy vì sao không nhận nó làm đồ đệ tiên sinh lắc đầu cười nói với tôi rằng trong thiên hạ này không ai có thể dạy được trương dương cả thư pháp của Trương Dương tự thành một phái, mơ hồ đã có đại sư chi tướng, tới cảnh giới của nó, người thầy nên là thiên địa tự nhiên chứ không phải là người. Trương Dương nghe thấy mà sống mũi cay cay, thiên chỉ tiên sinh quả nhiên là chi kỷ của hắn. Trương Dương nói, mẹ nuôi, có trong lòng con, sớm đã coi tiên sinh là lão sư của mình rồi. Hắn bước tới trước di ảnh của thiên chỉ tiên sinh, quỳ xuống dập đầu ba cái, nói khét tiên sinh, tôi hiện tại bái sư cũng vẫn chưa muộn phải không? căn cứ theo di nguyện của thiên chỉ tiên sinh, sau khi ông ta chết thì hỏa táng, cho cốt giải xuống biển. Trương Dương và Trần Tuyến đều làm lễ của đệ tử, tiến tiên sinh một đoạn đường cuối cùng. Tuy thiên chỉ tiên sinh cho cô xuống biển lớn, nhưng những đệ tử của ông vì đệ tưởng nhớ tiên sinh, vẫn ở vách đá phía sau núi hương khắc thư pháp của tiên sinh cùng với thư pháp của mỗi một đệ tử lên đó. Mục đích lưu lại những bản khắc đá này chính là để ngày sau tưởng nhớ tiên sinh. Sau khi tang lễ kết thúc, Trương Dương và Trần Tuyết là tuệ ninh cùng về trạch viện của thiên chỉ tiên sinh. ăn chiếu theo di trúc của tiên sinh, tòa trạch viện này về sau thuộc về Trương Dương, có điều mấy quyển cổ tịch ở trong kho sách lại thuộc về Trần Tuyết. Trần Tuyết đi kiểm tra và thu nhận cổ tịch, là tuệ ninh và Trương Dương đi vào phòng khách, Trương Dương pha một ấm trà, rót cho la tuệ ninh một chén, nói khẽ, mẹ nuôi, sau này, tòa trạch viện này nhờ mẹ tìm người chăm nom, con một năm cũng không tới kinh thành được mấy lần, nếu giao cho con chăm sóc sợ rằng tòa trạch tử này rất nhanh sẽ thành hoang phế la tuệ ninh gật đầu nói không thành vấn đề chuyện này cứ giao cho mẹ bà ta nhìn cảnh vật trong phòng khách trong lòng lại có chút xúc cảnh sinh tình cảm thán nhân sinh vô thường chỉ nháy mắt người bên cạnh mình đã thành mây khôi thoảng qua trương dương nói mẹ nuôi mẹ đừng thương cảm như vậy con không phải vẫn đang sống khỏe đứng trước mặt mẹ đây ư sinh lão bệnh tử không phải là sức người có thể chi phối được. chính bởi vì vậy, chúng ta mới phải quý trọng thời gian hiện tại, để mỗi ngày đều trôi qua trong vui vẻ. La Tuệ Ninh nói, còn có tin tức của tầm Manh Manh không? Trương Dương ngây ra, không biết vì sao bà ta lại đột nhiên hỏi về Tần Manh Manh. La Tuệ Ninh nhìn Trương Dương, nói, mẹ chỉ thuận miệng hỏi thôi, không tiện thì không cần nói. Trương Dương cười bảo, có gì đâu mà không tiện. Tần Manh Manh dẫn Tần Hoan sang nghĩ rồi yên nhiên ở đó giúp Tần Hoan An bài trị liệu sức khỏe, hai mẹ con họ thay đổi hoàn cảnh, quên hết những việc không vui ở đây rồi, đây cũng là chuyện tốt, ít nhất thì không cần lo lắng chuyện của cô ấy với Hạo Nam. La Tuệ Ninh lắc đầu, lo lắng nói, Hạo Nam rất không ổn, từ sau khi nó và Tần Manh Manh chia tay, cả người tinh thần sa sút gần đây phạm sai lầm trong bộ đội, gây ra ảnh hưởng không tốt, nó xin nghỉ rồi, giờ đang ở nhà, lại phát sinh xung đột với cha nuôi của con, hiện tại một mình ở bên ngoài. Trương Dương, con đi thăm nó đi, phòng thì bừa bộn, người thì gầy đi nhiều. La Tuệ Ninh nói tới đây, mắt không khỏi lại đỏ lên. Trương Dương nói, mẹ nuôi, lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh ấy vẫn chưa quên được tần manh manh ư? La Tuệ Ninh nói, có thể quên được thì đã tốt. Nhìn nó tinh thần xa sút kẻ làm mẹ như mẹ đây thấy buồn lắm, cha nuôi của con tuy không nói gì, nhưng mẹ biết, ông ấy nhất định là rất khó chịu, con gái thì như vậy rồi con trai giờ lại thành thế này hai vợ chồng mẹ không biết lúc trước thiếu bọn chúng cái gì nhắc tới văn linh trong lòng trương dương lại có chút không tự nhiên hắn nói khẽ mẹ hay là mẹ nói địa chỉ của anh hạo nam cho con đi con đi tìm anh ấy có lẽ có thể khuyên nhủ được chút la tuệ ninh kỳ thực sớm đã có ý này bà ta đưa địa chỉ đã chuẩn bị trước cho trương dương thở dài nói lòng tự tôn của hạo nam quá nặng còn phải nhịn nó nhé trương dương cười nói mẹ yên tâm đi anh ấy mà muốn đánh con thì con chạy trước la tuệ ninh cũng bị câu này của hắn khiến cho bật cười cảm khái nói nếu hạo nam mà hiểu chuyện bằng một nửa con thì tốt kỳ thực bà ta cũng biết rằng con trai mình ở rất nhiều phương diện đều thành thục nhưng mỗi người đều có một nhược điểm nhược điểm lớn nhất của hạo nam chính là phương diện tình cảm nam nữ điều này đối với nó mà nói là một khe nứt rất khó vượt qua sau khi gã chia tay với tần manh manh tới giờ vẫn chưa thoát khỏi đau khổ. Trương Dương cẩn thận nhận lấy địa chỉ, là Tuệ Ninh nói, ở lại thêm vài ngày đi, mấy ngày nay bận tang lễ của tiên sinh, hai mẹ con mình cũng chưa nói chuyện được nhiều, cuối tuần này hội bán đấu giá tác phẩm của tiên sinh sẽ cử hành, con đi cùng mẹ nhé. Trương Dương gật đầu, mẹ, mẹ yên tâm đi, công tác phía phong trạch con đã dặn dò rồi, thủ tục nghỉ phép con cũng làm rồi, không ai dám tìm coi gây chuyện đâu. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe hơi, Trương Dương bước ra ngoài cửa xem, không biết là ai tới thăm viếng. Hà Trường An thân mặt áo trắng quần đen, vẻ mặt trang trọng từ bên ngoài bước vào, trên tang lễ của Thiên Chỉ Tiên Sinh, Hà Trường An không xuất hiện, lúc này y lại xuất hiện ở đây, Trương Dương cảm thấy có chút kỳ quái, có điều Hà Trường An cũng tính là người quen của hắn, lúc ở Đông Giang, Hà Trường An còn ở nơi đông người giải vây cho hắn chuyện đó hiện ấn tượng của Trương Dương đối với Hà Trường An có chút thay đổi. Hà Trường An vẻ mặt trang nghiêm nói, Trương Dương cũng tới đây à, tôi vừa từ châu Phi về, nghe tin tiên sinh qua đời, lập tức từ sân bay tới đây. Nghe thấy giọng nói của Hà Trường An, là tuệ ninh từ trong phòng bước ra, bởi vì do thiên chỉ tiên sinh vừa mất, là tuệ ninh trong lòng buồn bã, cho nên gặp bạn cũ cũng, cũng không lộ ra vẻ nhiệt tình, hờ hững nói, lão Hà tới đây à. Hà Trường An gật đầu, đột nhiên quá, sức khỏe của tiên sinh trước giờ luôn rất tốt, sao đột nhiên lại cưới hạc về Tây như vậy? La Tuệ Ninh nói, anh không phải thường nói sống chết có số, phú quý tại trời ư, tiên sinh đại khái là đã chán ghét hông trần tục thế rồi. Ba người quay vào phòng khách ngồi, Trường Dương rót một chén trà đưa cho Hà Trường An, Hà Trường An và Phó Thủ tướng Văn là tương giao mặc nghịch, Trương Dương phải đối đãi như trưởng bối, trong mắt Trương Dương, người này đầy thần bí, tới giờ trương dương vẫn không nghĩ thông nổi là hà trường an vì sao lại muốn vạch trần việc tần manh manh có con chỉ lấy lý do vì y và văn gia có quan hệ tốt muốn nghĩ cho văn gia thôi thì không thể nào tin được trương dương thủy trung vẫn tin rằng hà trường an này nhất định là có mục đích từ trước mắt cho thấy y chắc là không có ác ý với văn gia có khả năng nhất là y có thù với tần gia trương dương nhìn ra là hà trường an có lời muốn nói riêng với la tuệ ninh liền đứng dậy bước ra ngoài Trần Tuyết đang ở bên trong kho sách của thiên trì tiên sinh chỉnh lý những cổ tịch mà lão tiên sinh lưu lại. Lúc Trương Dương bước vào trong kho sách, cô ta đang đứng trên thang, chỉnh lý lại đồ thư ở tầng cao nhất. Lúc cô ta dướn người muốn lấy quyển thư tịch ở xa nhất, thân thể mất thăng bằng, từ bên trên hét lên kinh hãi rồi ngã xuống. Trương Dương bước nhanh tới, giang tay ra muốn đỡ lấy cô ta, nhưng không ngờ tay của Trần Tuyết lại bám lên giá sách, thân hình xoay chuyển, giống như là một chiếc lông chim nhẹ nhàng hạ xuống đất. Trương Dương thấy thân pháp của cô ta cao diệu như vậy, thủ thế biến đổi, tóm lấy cái thang đang rơi xuống, mỉm cười nói, cô kỳ bao quá, ngay cả cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân cũng không cho. Trần Tuyết nói, nơi này nhiều bụi lắm, cẩn thận hít phải bụi ở đây. Cô ta đeo khẩu trang, trên đầu còn đội một cái mũ lưỡi chai. Trương Dương bước lên gần giá sách nhìn, bên trên toàn bộ là cổ tịch, thở dài nói, xem ra thiên chỉ tiên sinh bình thường cũng không thích xem những cuốn sách này trần tuyết nói cổ tịch của nơi này là từ thời minh thanh tới dân quốc rất nhiều thư tịch đều đã thành bản đơn lẻ trương dương nói là những sách về gì vậy lịch sử địa lý nhân văn kinh tế cái gì cũng có trương dương nói không có loại khiến tôi cảm thấy hứng thú trần tuyết nói khẽ anh chỉ cảm thấy hứng thú với bí tịch võ công thôi trương dương cười nói cũng không hẳn cũng có hứng thú với cả những tiểu thuyết hay nữa trần tuyết nói tôi có một chuyện muốn thương lượng với anh những thư tịch này tôi chỉ đọc là được rồi sau này vẫn do anh xử lý trương dương nói tiên sinh nói là tặng cô thì nó là của cô tiên sinh đã để lại cho tôi cả một trạch tử lớn thế này rồi tôi cũng không chối từ thế này đi lát tôi đưa chìa khóa cho cô cuối tuần cô rảnh thì tới đây ở và đọc sách thuận tiện giúp tôi quét dọn nhà cửa hai chúng ta không ai nợ ai cô thấy thế nào trần tuyết khẽ gật đầu trương dương đang định nói chuyện thì nghe thấy la tuệ ninh ở bên ngoài gọi hắn cười cười với trần tuyết rồi đi ra ngoài thì thấy hà trường an muốn về la tuệ ninh bảo hắn ra tiễn khách trương dương cùng hà trường an ra khỏi cửa nhìn thấy một chiếc xe land rover màu xám đỗ ở chỗ trống trương dương nói chú hà đúng là có tiền lại đổi xe à hà trường an cười nói có tiền không phải là vạn năng y nhìn trương dương một cái nói nghe nói cậu ở phong trạch làm tốt lắm hả Trương Dương nói, tạm tạm thôi, chú Hà có hứng thú đầu tư không, có rảnh thì tới phong trạch xem. Hà Trường An nói, tôi đã đầu tư một hạng mục ở Bình Hải rồi, Lương Thành Long và tôi liên thủ làm một khu thương mại mới ở Đông Giang, không còn tinh lực để lo chuyện khác nữa, tôi lần này tới Châu Phi, ở Kenya mua được một mỏ vàng, sau này phải bay đi bay lại giữa hai nơi. Trương Dương cười nói, chú Hà làm mậu dịch quốc thế, một nơi nhỏ như phong trạch không đáng để chú bận tâm, cháu không nên nhắc tới. Hà Trường An nói, Trương Dương, tôi lần này tới là muốn mua những di tác của thiên chỉ tiên sinh, đáng tiếc văn phu nhân không không muốn bỏ thứ mà mình yêu thích, cậu giúp tôi nói với bà ấy, chuyện tiền nong không phải tính. Trương Dương nhíu mày, Hà Trường An quả nhiên không phải đơn thuần tới viếng thiên chỉ tiên sinh, y là có mục đích, thương nhân dẫu sao cũng là thương nhân, Trương Dương cười nói, chuyện này mẹ nuôi cháu làm chủ, thiên chỉ tiên sinh lưu lại di trúc, muốn bán đấu giá công khai tất cả tác phẩm, tiền bán được thì quyên cho công trình hy vọng, chú Hà nếu thích thì có thể tham gia bán đấu giá. Hà Trường An gật đầu, thở dài nói, tôi chỉ là không muốn phiền phức như vậy thôi. Tiễn Hà Trường An đi rồi, Trường Dương quay về cạnh La Tuệ Ninh, La Tuệ Ninh đang ngồi ngây ngốc xuất thần trong phòng làm việc của Thiên Chỉ Tiên Sinh, tác phẩm thư pháp của Tiên Sinh toàn bộ được kiểm kê xong rồi, tổng cộng có 567 bộ, hơn 500 bộ tác phẩm thư pháp này đều là tác phẩm đắc ý của Thiên Chỉ Tiên Sinh, thiên trì tiên sinh tới tuổi già, đối với tác phẩm của mình đã muốn giỏi còn giỏi hơn, tác phẩm thư pháp không ít, nhưng tác phẩm hài lòng thật sự mà ông ta để lại không nhiều. Lại thêm ông ta rất ít khi tham gia tiệc thương nghiệp, cho nên điều này khiến những tác phẩm của ông ta càng quý giá hơn. Là Tuệ Ninh nói, Hà Trường An muốn bỏ ra 5.000 vạn mua tất cả tác phẩm của thiên trì tiên sinh. Trương Dương nói, tác phẩm của tiên sinh chắc không chỉ đáng bấy nhiêu tiền. Là Tuệ Ninh nói, mẹ và mấy vị sư huynh thương lượng một chút, lần này ở Viện Bảo tàng Mỹ Thuật làm một cuộc trưng bày triển lãm tác phẩm của Thiên Trì Tiên Sinh, từ bên trong chọn ra 20 bức bán đấu giá, những bức c còn lại thì do Viện Bảo tàng Mỹ Thuật Quốc gia bảo quản, sau này mỗi năm lấy ra một bộ phận tác phẩm để bán đấu ra, như vậy có thể đảm bảo giá trị tác phẩm của Tiên Sinh được thể hiện tốt nhất. Trương Dương tỏ ý rất tán đồng cách làm này của La Tuệ Ninh, dẫu sao thì theo sự qua đời của Thiên Trì Tiên Sinh, thời gian càng dài, Giá trị tác phẩm của ông ấy sẽ càng tăng, giá trị của tác phẩm ngày sau khẳng định hơn xa giá bán hiện tại." La Tuệ Ninh nói, "Mẹ sẽ thành lập một quỹ từ thiện đặc biệt, bỏ tiền bán đấu giá của tác phẩm vào đó, như vậy càng hoàn thành di nguyện của tiên sinh được tốt hơn." Trương Dương nói, "Mẹ nuôi, mẹ không cần phải khố cực vậy đâu, những ngày này mẹ một mực bận rộn vì tang lễ của tiên sinh, mẹ chưa được nghỉ ngơi đầy đủ mà." Hắn bước ra sau La Tuệ Ninh, giúp La Tuệ Ninh xoa bóp vai. La Tuệ Ninh nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy rất khó xử, hai đứa con trai con gái của bà ta không ngờ lại không hiếu kính bằng đứa con nuôi này, trên thế giới quả nhiên không có việc gì là thập toàn thập mỹ. Án chiếu theo địa chỉ mà La Tuệ Ninh đưa, Trương Dương tìm tới Văn Hạo Nam, gõ cửa một lát mà không thấy ai ra mở cửa, lúc Trương Dương đang chuẩn bị đi thì cửa phòng mở ra, Văn Hạo Nam mặt mày đầy vẻ mệt mỏi thò nửa người ra, nhìn thấy Trương Dương thì ngây ra đó, không biết Trương Dương vì sao lại xuất hiện trước cửa nhà mình. Trương Dương cười cười, 12 giờ rồi mà anh vẫn đang ngủ à. Văn Hạo Nam ngại ngùng gãi đầu, kéo cửa phòng, nói, mời vào. Trương Dương bước vào trong phòng, đây là một căn phòng ba phòng ngủ một phòng khách, phòng tuy lớn, nhưng bên trong cực, kỳ lộn xộn. trên bàn uống trà còn để đầy thức ăn thừa, trên mặt đất thì vỏ bia ngổn ngang. Văn Hạo Nam nói, cậu ngồi đi, tôi đi tắm rửa đã. Gã đi vào toilet. Trương Dương ngồi xuống salon, mông vừa ngồi xuống thì đúng phải thứ cưng cứng lấy ra xem thì hóa ra là một con dao quân dụng hắn lúc này mới ý thức được trên bàn khắc loạn xạ trương dương cúi đầu muốn nhìn rõ xem là viết gì thì văn hạo nam đã từ trong nhà tắm chạy ra y đã lau đầu vừa cầm khăn lau bàn vừa nói mẹ tôi nói với cậu chỗ này à trương dương gật đầu gã và văn hạo nam tuy là anh em nuôi nhưng giữa hai người không có tình cảm sâu đậm sở dĩ tới thăm văn hạo nam cũng là bởi vì nể mặt mẹ nuôi văn hạo nam cười nói phòng hơi bừa bộn ngại quá để cậu chê cười rồi trương dương nói phòng của nam nhân độc thân luôn vậy mà cho nên em mới thích ở khách sạn tới giờ tự có người tới thu dọn giúp văn hạo nam nói đề nghị hay trên người gã vẫn còn mùi rượu trương dương nói em nhớ là anh trước kia không thích uống rượu văn hạo nam nói tâm tình không tốt thử uống mấy chén nhưng uống mãi uống mãi đột nhiên thành hơi nghiện gã bước ra lan can lấy xuống một chiếc áo phông sạch để thay nói với trương dương đi tôi mời cậu uống rượu trương dương cười nói mẹ nuôi là bảo em tới khuyên anh đừng uống rượu nữa nếu biết em uống rượu với anh sợ rằng lại oán trách em văn hạo nam cười nói cậu không nói tôi không nói bà ấy làm sao mà biết được trương dương gật đầu đi đâu văn hạo nam nói tới kim vương phủ đi bạn tôi mở quán ăn đó Trương Dương nghe thấy cái tên Kim Vương Phủ thì thấy có chút tục khí, có điều dám dùng tên này để mở hàng ăn thì khẳng định là có chút lai lịch, với thân phận và địa vị của Văn Hạo Nam, bạn bè mà gã kết giao cũng không thể là nhân vật bình thường. Trương Dương ngồi xe jeep của Văn Hạo Nam tới Kim Vương Phủ, vừa xuống xe liền gặp người quen. Kinh thành tuy lớn, nhưng nơi mà đám nhà nội thường tới lại chẳng có mấy nơi, ông chủ của Kim Vương Phủ tên là Cha Tấn Bắc. Là em ruột của phó bộ dưỡng bộ trung tổ cha Trấn Nam, Chú ruột của Cha Vi Cha Tấn Bắc năng lực rất lớn, nghề chính của y là buôn bán châu báu trang sức. Lúc còn trẻ từng đi du học ở châu Âu, trở thành một nhà thiết kế châu báu nổi tiếng thế giới. Sau khi công tác 10 năm ở Pháp, về nước sáng nghiệp, thành lâu hãng chuyên kinh doanh châu báu tinh toàn. Trong năm ngắn ngủi ở quốc nội đã có 36 chi nhánh. Một thương nhân châu báu như Cha Tấn Bắc nhúng ta vào nghề nhà hàng mục đích cũng không phải là chính thức tiến quân. Mục đích mà y mở tòa Kim Vương Phủ này chính là để kinh doanh quan hệ xã hội Đối tượng của nhà hàng cũng là quần thể thượng tầng của xã hội, lý niệm kinh doanh của cha Tấn Bắc chính là làm giấy lên ham muốn tiêu phí xa xỉ trong lòng người, trên kinh doanh nhà hàng cũng giống như kinh doanh châu báu, y muốn để mỗi một vị khách quen mỗi khi bước vào cửa lớn của nhà hàng đều có cảm giác như đế vương, cho nên giá cả ở nơi này cũng khiến cho người bình thường há miệng trợn mắt. Người quen mà Trương Dương nhìn thấy không phải là cha Tấn Bắc, lúc hắn xuống xe, nhìn thấy Vương Học Hải, Vương Học Hải xuất hiện ở nơi này cũng là bình thường người ta thường ngày đều lăn lộ trong giới thái tử kinh thành, kim vương phủ khai trương không lâu, gã cơ hồ là mỗi ngày đều tới ủng hộ, vương học hải là một người giỏi tạo và lợi dụng quan hệ, gã muốn thân cận với cha tấn bắc một chút, sau khi trải qua đầu tư thất bại ở Đông Giang, vương học hải lợi dụng phí chuyện nhường mà Hà Trường An đưa cho gã để khôi phục nguyên khí. Gần đây gã ở Tây Nam mua được một mỏ vàng, nên lưng cũng thẳng hơn không ít. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương xuất hiện ở đây cũng chỉ là hoàn toàn ngẫu nhiên, Vương Học Hải nhìn thấy Trương Dương, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại, một lúc sau mới phục hồi, nhát ngừng đi tới, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình, hai tay chìa về phía Trương Dương, thị trưởng Trương, ngài tới Bắc Kinh lúc nào vậy, sao không thông chi cho tôi một tiếng. Trương Dương cười rất nhạt, từ khi nhìn thấy Vương Học Hải hắn không cất bước nữa, thấy Vương Học Hải chia tay ra, hắn mới chịu bắt tay gã một cách không tình nguyện, nói khẽ anh là người bận bịu tôi sao dám làm phiền anh. Vương học hải trong lòng hận Trương Dương tới cực điểm, nhưng gã lại không dám hận, tính mạng của mình còn nằm trong lòng bàn tay của người ta, gã đã trúng phải tiệt dương trưởng của Trương Dương, tính mạng này hắn muốn lấy lúc nào thì lấy, cho nên biểu hiện của Vương học hải vẫn rất ngoan ngoãn. Vương học hải cười với Văn Hạo Nam, sư trưởng Văn cũng tới à. Văn Hạo Nam gật đầu, mặt mày vẫn lạnh tanh, ra thế của gã bày ra đó, đối với loại người như Vương Học Hải căn bản không cần phải sởi nời. Bất kể là thời đại phát triển như thế nào, hai chữ đẳng cấp này Thủy chung vẫn tồn tại ở trong lòng người ta, sự tôn kính của Vương Học Hải đối với Trương Dương là giả, nhưng đối với Văn Hạo Nam lại là xuất phát từ nội tâm. Vương Học Hải nói, cùng đi nhé, tôi có hẹn với hai người bạn học, sư trưởng Văn cũng quen đấy. Văn Hạo Nam lắc đầu, cất bước vào trong kim Vương Phủ, Trương Dương cười đồng tình với Vương Học Hải, Vương Học Hải tuy cũng tính là thái tử đảng của Kinh Thành, nhưng địa vị của hắn lại không thể nào sánh được bằng Văn Hạo Nam. Trương Dương phát hiện ra một chuyện, Văn Hạo Nam lúc này đã không còn vẻ chán trường vừa rồi, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang, từ trên mặt của gã không thể tìm thấy một chút đau khổ và buồn chán nào. Điều này khiến Trương Dương cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc đâu mới là Văn Hạo Nam thật sự đây. Phong cách trang trí bên trong kim vương phủ cực kỳ huy hoàng và xa hoa, đài phun nước ở đại sảnh là hai con kim long hí châu, dưới sự điểm chuối của ánh đen tạo nên ánh sáng rực rỡ. Nhân viên phục vụ đều mặc sườn xám màu đỏ, ai ai cũng đều có mỹ sắc xuất chúng. Văn Hạo Nam nói với Trương Dương, nhân viên phục vụ ở nơi này đều được tuyển chọn kỹ càng, đa số là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy. Trương Dương đầy vẻ kinh ngạc nói, nhân viên tốt nghiệp đại học cũng tới đây chạy bàn à. Văn Hạo Nam cười nói, cậu cho người nào thì mới chịu chạy bàn tiền lương mỗi tháng chạy bàn ở đây cũng phải hai ngàn, cậu bỏ ra được bao nhiêu? Hả, trương đại quan nhân trợn tròn mắt lên, chút tiền lương còm cõi của mình thực sự là không tiện lấy ra hiến bảo. Trương Dương liếc những những cô gái đó, đây không phải là bởi vì trương đại quan nhân háo sắc, chủ yếu là gái đẹp ở đây thực sự là quá nhiều, nếu là đàn ông bình thường thì đều không nhịn nổi mà dòm thêm mấy cái. Lúc này một nữ lang mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn màu xám mỉm cười bước về phía họ, ánh mắt của Trương Dương lập tức bị cô ta hấp dẫn, nguyên nhân rất đơn giản, mắt thấy toàn là thiếu nữ mặc sườn xám thướt tha, đột nhiên xuất hiện một phong cách khác lạ, tất nhiên là hấp dẫn ánh mắt. Nữ lang đó cao khoảng 1m7, thân hình yểu điệu, tóc đen chi chút rất gọn gàng buộc ra sau, tạo hình cực kỳ truyền thống, giống như là nàng dâu trẻ thời dân quốc, mặt trái xoan, mày liếu, mắt như sóng dập dờn cực kỳ hấp dẫn người ta, sống mũi cao thẳng, thân hình yêu mỹ, chỉ đánh chút soi, trình hiện ra màu hồng nhạt rụng người. Áo sơ mi màu trắng rất vừa vặn, lộ ra một cái cổ trắng nón, vòng cổ bạch kim nho nhỏ đính một viên phỉ thúy to như mắt rồng, trừ cái này ra thì không còn trang sức gì nữa, eo thon nhỏ, ngực đầy đặn, mông cong cực kỳ hoàn mỹ, váy ngắn đến đầu gối, để lộ ra ngoài đôi chân thon dài thẳng tắp. Nữ lang đó cười sởi nởi, trên mặt lộ ra hai cái má núng rụng người, chia tay về phía văn hạo nam thiếu soái tới rồi à giọng nói của cô ta cực kỳ dịu dàng êm ả khác hẳn với vẻ ngoài thành thục của cô ta giọng nói để lộ ra chút trẻ con văn hạo nam cười nói khư tiểu thư đùa tôi rồi tôi sao xứng với cách xưng hô này nữ lang cười nói học lương tướng quân lúc thành thiếu soái quân hàm còn không bằng ngài văn hạo nam cười ha ha nói tôi không phải là trương ngọc lương lão gia tử của tôi càng không phải là trương tác lâm khư tiểu thư gọi tôi là hạo nam được rồi nữ lang nhìn sang trương dương nói khẽ vị tiên sinh này tôi chưa từng gặp văn hạo nam cười nói quên không giới thiệu hai người với nhau đây là trương dương em nuôi của tôi còn vị này khư phượng tiên tổng giám đốc của kim vương phủ cũng là cổ đông của nhà hàng người ta hay gọi cô ấy là tiểu phượng tiên khư phượng tiên giả vờ hời rỗi thiếu soái không thể giới thiệu như vậy được tôi không phải là tiểu phượng tiên gì đó cô ta chia tay về phía trương dương chào trương tiên sinh Tôi tên là Khư Phượng Tiên tới từ Đài Loan, xin anh chỉ giáo." Trương Dương bắt tay với cô ta, ngón tay của Khư Phượng Tiên thon dài, da thịt mềm mại, xem ra bình thường rất chú trọng bảo dưỡng đôi tay này, Khư Phượng Tiên lấy ra một cái danh thiếp đưa cho Trương Dương, mỉm cười nói, "Hai vị tới các phỉ thủy ngồi nhé." Cô ta xoay người dẫn đường cho Văn Hạo Nam và Trương Dương, dáng đi của Khư Phượng Tiên rất đẹp, eo và mông phối hợp rất khéo, đầy nhịp điệu. Phỉ thủy các đúng như tên phong cách trang trí lấy màu xanh lục làm chủ, thứ hấp dẫn người ta nhất chính là một củ cái trắng do phỉ thúy khắc thành ở trong phòng, chỉ củ cái trắng này tôi cũng giá trị trăm vạn rồi. Bàn ghế toàn bộ là gỗ lim quý giá, cốc chén và bát không ngờ cũng là phỉ thủy chế tác, trương đại quan nhân tự hỏi đã nhìn qua không ít tràng diện, nhưng sự bài trí xa hoa của Kim Vương Phủ vẫn khiến hắn khen mãi không thôi. Sau khi khư phượng tiên đi ra, Trương Dương không nhịn được liền hỏi Văn Hạo Nam bán châu báo kiếm được nhiều tiền vậy cơ à? Văn Hạo Nam mỉm cười, châu bâu là thứ không có giá trị, chỉ cần người có tiền nhìn chúng thứ này, bao nhiêu tiền họ cũng đồng ý bỏ ra, châu báu đồng dạng, trải qua tay của thiết kế sư khác nhau thì giá cũng khác nhau. Chỗ lợi hại của cha tấn Bắc chính là sự thiết kế của y có thể hóa thứ mục nát thành thứ thần kỳ, cho dù là đá cội bình thường được điêu khắc trong tay y cũng có thể thành tác phẩm nghệ thuật đáng tiền. Trương Dương nói, lợi hại vậy à, có cơ hội tôi cũng muốn làm quen với y. Văn Hạo Nam nói, gã hôm nay ở trong nhà hàng, lát nữa khẳng định sẽ tới. Văn Hạo Nam vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cười sang sảng ở ngoài cửa, một nam tử mặc áo phông, quần ca kim màu lam bước vào, y chính là ông chủ của Kim Vương Phủ, chủ tịch kiếm thiết kế sư của tinh toản cha Tấn Bắc, cha Tấn Bắc thân hình trung đẳng, bởi vì trường kỳ chăm chỉ vận động, thể hình bảo trì rất tốt, mặt chữ quốc, để đầu cua, da ngăm đen, mày rậm mắt to, nếu như không phải là Văn Hạo Nam giới thiệu trước, Trương Dương bất kể là như thế nào cũng không liên hệ y với một thiết kế sư. Cha Tấn Bắc nói, Hạo Nam, cậu cũng khó mời thật, từ lúc khai trương tới giờ, tôi mời cậu 5 lần, vậy mà cậu không nể mặt tôi lần nào, hôm nay tôi không mời thì cậu lại tới. Văn Hạo Nam cười nói, tôi không thích ăn không, vẫn thích bỏ tiền của mình ra hơn. Cha Tấn Bắc nói, hôm nay thì phải để tôi mời. Y chia tay với Trương Dương, nói, cha Tấn Bắc, cậu là Trương Dương. Trương Dương đứng dậy cười ha ha bắt tay với Y, hắn lại có một phát hiện, lòng bàn tay của cha tấn bắc to rộng nhưng ngón tay lại rất ngắn loại người này không ngờ lại làm nghệ thuật cha tấn bắc mời hai người họ ngồi xuống sau đó mỉm cười nói với trương dương tôi đã nghe danh của thị trưởng trương từ lâu trương dương nói tôi làm gì có danh tiếc gì chỉ là một cán bộ nhỏ của giang thành mà thôi ở nơi như kinh thành tôi không tạo nên nổi chút bọt nước nào ý chứ cha tấn bắc cười ha ha nói tôi lần đầu tiên nghe nói tới cậu chính là ở giang thành Trương Dương có chút kinh ngạc nói, cha tiên sinh từng tới Giang Thành à. Cha Tấn Bắc nói, tháng trước vừa tới, vì muốn mở một chi nhánh của tinh toản ở Giang Thành, địa chỉ được lựa chọn là quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm, nhìn chúng một cửa hàng rồi, đang bàn điều kiện. Trương Dương cười nói, cần giúp thì cứ nói với tôi một tiếng. Cha Tấn Bắc cười nói, thời gian tôi ở Giang Thành không lâu, nhưng tên cậu thì tôi lại nghe vô số lần, thị trường Trương tuổi trẻ có tài, hôm nay tới Kim Vương Phủ, cha mỗ vô cùng oan nghinh, cho bữa ăn này tôi nhất định phải mời. Trương Dương nói, tôi quen cha Vi. Cha Tấn Bắc cười nói, tôi biết, nghe nói cậu tới, tôi vừa gọi điện thoại, bảo đứa cháu gái này tới kính cậu vài chén. Trương Dương không khỏi cười khổ, mùng miệng của cha Vi rất lợi hại, hắn đã lĩnh giáo nhiều lần rồi, hôm nay cô ta tới, hy vọng đừng ở trước mặt nhiều người như vậy làm xấu mặt mình. Sau khi thức ăn được đưa lên, Khư Phượng Tiên tự mình tới rót rượu, Đủ thấy sự coi trọng của đối với họ, Trương Dương cho rằng người ta mời thịnh tình như vậy là vì nể mặt Văn Hạo Nam, cho tới khi uống vài chén, cha Tấn Bắc nói ra muốn nhờ họ giúp đỡ mới biết, trong thiên hạ quả nhiên không có bữa ăn nào miễn phí. Cửa hàng mà cha Tấn Bắc nhìn chúng không phải là chỉ có thể ký hợp đồng một cách đơn giản, cửa hàng mà y nhìn chúng vừa hay là An Ngữ Thần muốn giữ lại, cha Tấn Bắc cũng quen kiều mộng viện, nhưng đại cổ đông của quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm là của An Ngữ Thần cửa hàng mà An Ngữ Thần muốn giữ lại, Kiều Mộng Viện cũng hết cách, cha tấn Bắc từng bàn bạc với An Ngữ Thần một lần, An Ngữ Thần chỉ nói rằng cửa hàng đó đã đồng ý để lại cho một người bạn rồi, không muốn chuyển nhượng, chuyện này đành dừng ở đó. Phong cách làm việc của Trương Dương rất sảng khoái, hắn lập tức gọi điện thoại cho An Ngữ Thần, An Ngữ Thần nghe xong chuyện hắn nói, bảo với hắn rằng cửa hàng đó là để lại cho Tô Tiểu Hồng, Tô Tiểu Hồng đã mở miệng, thân là bạn bè tất nhiên không thể sang tên cho người khác nếu đổi lại là người khác thì trương dương khẳng định sẽ không ra sức như vậy hắn cũng không phải nghe lời ngon tiếng ngọt của người ta mà là cha vi từng lợi dụng quan hệ của cha cô ta là cha tấn nam để giúp hắn nếu như không phải là bộ trung tổ can thiệp mình cũng không thuận lợi được phê duyệt làm phó thị trường trương dương là người không thích nợ ơn hắn lại gọi điện thoại cho tô tiểu hồng tô tiểu hồng nghe nói là bạn của trương dương cần cửa hàng đó không nói nhiều lập tức quyết định nhường nhân tình mà cô ta nợ trương dương quá nhiều đừng nói là một cửa hàng, cho dù Trương Dương bảo cần hoàng gia giả nhật thì cô ta cũng đưa mà không nhíu mày. Trương Dương tất nhiên là không để Tô Tiểu Hồng chịu thiệt, hắn ở trong điện thoại nói, chị Hồng, chị yên tâm, những cửa hàng mặt tiền ở quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm khác chị cứ chọn thoải mái, em lo được. Người ta muốn giành được sự tôn trọng của người khác thì phải có lý do để người khác tôn trọng. Hai cú điện thoại của Trương Dương đã lo xong vấn đề mà cha tấn Bắc vướng mắc đã lâu, cho dù Trương Dương chỉ là một cán bộ cấp phó ban, nhưng địa vị của hắn ở trong lòng cha Tấn Bắc đã được đề thăng, cha Tấn Bắc nâng chén lên, nói thị trưởng Trương, cảm ơn cậu. Trương Dương cười nói, nói cảm ơn thì không có ý nghĩa gì cả, tôi là thấy cha tiên sinh tính tình hào sảng, cho nên muốn kết giao bằng hữu với ngài, chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng bận tâm. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng con gái, tôi nói này Trương Dương, anh không thể nào trèo kéo quan hệ loạn xả như vậy được, chúng ta là bạn bè, đó là chú tôi, anh phải gọi là chú mới đúng chứ? Cha Vi mặc áo phông ngắn tay màu đỏ, váy màu đỏ, đội mũ lưỡi chai màu đỏ giống như một quầng lửa tiến vào. Cha Tấn Bắc cười ha ha, nói chú bảo này Vi Vi, cháu sau này đừng có mặc đồ đỏ ở trong nhà hàng nữa. Người biết thì hay cháu là cháu gái bảo bối của chú, người không biết còn cho rằng là nhân viên rửa bát. Cha Vi bất mãn chừng mắt lườm ông chú, bỏ ba lô trên vai xuống, sau đó tháo mũ ra, đứng ở trước máy điều hòa, nói, cha tấn bắc, chú một ngày không trêu cháu thì không chịu được à. Người rửa bát của chú đều mặc thế này ư, giữa cô ta và ông chú không câu nệ nhiều, bình thường trêu nhau quen rồi, cô ta gọi thẳng cả tên của y. Khư Phượng Tiên cắn môi cười cười, nhân viên rửa bát của Kim Vương phủ quả thật là mặc áo phông đỏ đội mũ đó, đó là để tránh tóc rơi vào bát đũa, vừa nhìn cách ăn mặc của cha Vi thì quả thật là giống người rửa bát ở đây cha vi từ trong nụ cười của cô ta ý thức được gì đó hổn hển nói chị khưu chị đừng có học theo chú em chú ấy là một kẻ tư bản nhà giàu mới nổi tranh chua đanh đá làm giàu bất nhân cha tấn bắc cười khổ nói chú bảo này vi vi có nhiều bạn như vậy ở đây cháu nể mặt chú chút được không y cũng hết cách với cô cháu này cha vi ngồi xuống cạnh trương dương vỗ vai hắn nói đồng chí cha tấn bắc cháu giới thiệu cho chú đây là bạn của cháu kiêm anh em tốt của cháu trương dương phó thị trưởng trương anh và chú ấy thành bạn lúc nào vậy không được đâu hai người không phải là cùng thế hệ khẳng định là không hợp nhau trương đại quan nhân nói tôi bảo này cha vi chúng ta có thủ à sao vừa gặp mặt đã bắt đầu chọc ngoáy tôi rồi cha vi cười khúc khích nói lâu rồi không gặp giác ngộ chính trị của anh sao chẳng cao hơn chút nào thế anh là cán bộ quốc gia tôi cũng là đảng viên anh nên gần đảng hơn phải vạch rõ giới hạn với những kẻ nhà giàu mới nổi này cha tấn bắc cười nói sợ cháu rồi mau ăn cơm đi làm vịt phỉ thúy cung bình mà cháu thích ăn nhất nhé để bịt cái miệng này của cháu lại khư phượng tiên nâng chén nói tôi xin kính thị trưởng trương một chén cảm ơn sự giúp đỡ cậu trương dương cười nói đã bảo không cần phải khách khí mà các người như vậy tôi sau này không dám tới đây nữa đâu văn hạo nam nói đúng đó khư tiểu thư trương dương là em tôi mọi người là người một nhà mà hai mắt cha vi đảo quanh từ trong đối thoại của họ mơ hồ nghe hiểu gì đó gọi một đĩa bánh tôm sau khi ăn xong mới rót một chén rượu chạm gốc với trương dương nói tới bắc kinh mà không nói trước một tiếng không phải là bạn bè trương dương nói lần này tới là có việc tôi tới là để tham gia tang lễ của thiên trì tiên sinh thiên trì tiên sinh là ngôi sao sáng trong giới thư pháp sự ra đi của ông ta làm giới văn hóa kinh thành chấn động người ngồi đây trừ trương dương và văn hạo nam ra thì ba người khác đều làm nghệ thuật bọn họ đều nghe nói tới chuyện này. Cha Tấn Bắc nói, tôi trước giờ luôn rất ngưỡng mộ thiên chỉ tiên sinh, đáng tiếc là một mực không có duyên gặp mặt, không ngờ sau này không còn cơ hội gặp ông ấy nữa rồi. Cha Tấn Bắc cảm thản như vậy là lúc trước khi y khai trương kim vương phủ, từng xin chữ tiên sinh, lúc đó vẫn là thông qua văn hạo nam, đáng tiếc thiên chỉ tiên sinh nghe nói là để chữ cho thương nghiệp nên không đồng ý. Khư Phượng Tiên nói, cha tôi cũng siêu tập được một bức thư pháp của thiên chỉ tiên sinh, treo ở trong thư phong, coi như trí bảo, tôi nghe nói những di tác của thiên chỉ tiên sinh sắp được lấy ra bán đấu giá, không biết có chuyện này không. Trương Dương gật đầu, nói quả thật là có chuyện này. chương 394, vứt bỏ kiêu ngạo. Cha Tấn Bắc nhướng mày, nói khẽ, lúc bán đấu giá từ thiệt, tôi nhất định sẽ tới ủng hộ. Cha Vi buổi chiều còn có tiết nên đi trước. Trước khi đi còn hẹn Trương Dương cùng tới con phố nhỏ ở phía sau ban chú Kinh Bình Hải ăn dạ dày của Lưu Lão Đức, Trương Dương bảo cô ta hẹn cố dưỡng dưỡng và Giang Quang Á cùng tới, đã tới rồi thì dứt khoát chào hỏi tất cả luôn. Lúc Trương Dương và Cha Vi đứng nói chuyện ở ngoài cửa, Vương Học Hải cầm một chén rượu tới, nhân viên phục vụ ở phía sau còn bưng một bình mau dài 30 năm, Cha Vi thấy có người tới liền vẫy tay với Trương Dương, nói tôi học xong sẽ gọi điện thoại cho anh, anh uống ít thôi, buổi tối tôi gọi thêm mấy nữ xinh xinh đẹp tới uống cùng anh. Trương Đại Quan Nhân cười nói, miễn đi, lại chơi cái chiêu xa luân chiến thì tôi không tới đâu. Vương Học Hải đi tới cạnh Trương Dương, cười bồi nói, thị trưởng Trương, tôi tới kính rượu anh. Trương Dương gật đầu, không ai đánh kẻ tươi cười, văn hạo nam thành tâm thành ý tới như vậy, mình cũng không thể quá tuyệt tình, hắn chỉ vào bên trong phỉ thúy các, nói chính chủ đều ở bên trong, vào rồi hắn nói. Cha Tấn Bắc và Vương Học Hải rất thân nhau, có điều giao tình vĩnh viễn không thể nào bằng y và văn hạo nam được, Cha tấn bác bảo nhân viên phục vụ lấy thêm bát đũa, an bài cho Vương Học Hải ngồi cạnh mình, mỉm cười nói: Học Hải huynh, tôi còn chưa kịp tới kính rượu anh, không ngờ anh đã tới trước rồi. Vương Học Hải cười nói: Cha tổng đừng khách khí, chúng ta đều là bạn bè, cũng là ít gặp sư trưởng Văn và thị trưởng Trương cho nên tôi phải tới kính rượu, hy vọng không làm phiền tử hứng của các anh. Văn Hạo Nam tuy trong lòng không thích Vương Học Hải, nhưng vẫn phải nể mặt, cùng Vương Học Hải uống hai chén. Tới lượt Trương Dương, Trương Dương uống xong hai chén, nói: "Sức khỏe của Vương tổng gần đây thế nào rồi?" Vương Học Hải ngây ra, lập tức hiểu Trương Dương đang nhắc tới chuyện Tiệt Dương trưởng, gã đắn đo một lát rồi nói: "Chỉ là tim hơi đau, nhưng tới bệnh viện kiểm tra mấy lần cũng không tra ra được căn nguyên." Trương Dương mừng thầm trong lòng, vốn là chẳng có bệnh gì cả, hắn đâu có biết dùng Tiệt Dương trưởng gì, chỉ chẳng qua là dọa Vương Học Hải mà thôi, thằng cha này tính tình đa nghi nên vẫn tin vào Tiệt Dương trưởng mà Trương Dương nói. Cha Tấn Bắc không hiểu giữa hai người xảy ra chuyện gì, y quan tâm nói, học hải huynh phải chú ý tới sức khỏe hơn, những thương nhân như chúng ta uống rượu xã giao nhiều, nếu như không chú ý rèn luyện, rất nhiều bệnh sẽ bất chi bất giác tìm tới. Cảm thấy thân thể không tốt thì nên cho mình nghỉ ngơi. Vương học hải nói, cảm ơn đã quan tâm, rồi lập tức thở dài, nói, gần đây mỏ vàng của tôi ở Tây Nam vừa khởi động, công việc thực sự là quá nhiều, muốn nghỉ cũng khó. Cha tấn bác bừng chén rượu lên, ánh mắt của y và khư phượng tiên tiếp xúc nhau. Hai người đều hiểu ý, Vương Học Hải tới đây quả nhiên không phải chỉ đơn thuần là kính rượu Văn Hạo Nam và Trương Dương. Khư Phượng Tiên nói, nghe nói phẩm chất của mỏ vàng của Vương Tiên sinh không tồi. Vương Học Hải nói, độ tinh chất của vàng sản xuất ra đều là nhất lưu, đáng tiếc tôi chỉ là tay ngang trong nghề này, thiếu quan hệ trên phương diện này, cho tôi một tòa núi vàng, tôi cũng không phát huy ra được giá trị thực của nó trong ngôn ngữ đã lộ ra ý nguyện muốn hợp tác với cha Tấn Bắc. Cha Tấn Bắc chỉ cười chứ không nói gì. Khư Phượng Tiên nói, Vương Tiên Sinh có rảnh thì cung cấp một ít hàng mẫu cho chúng tôi xem thử. Vương Học Hải chính là đang đợi câu nói này, gã sau khi kính rượu cha Tấn Bắc và Khư Phượng Tiên liền rời đi. Đợi sau khi Vương Học Hải đi rồi, cha Tấn Bắc nói, vấn khí của gã không tồi, loạn quạng thế nào lại tìm thấy một cái chậu đẻ tiền. Trương Dương nói, làm ăn chỉ có thể dựa một nửa vào vận khí tôi, đầu óc mới là nhân tố có tác dụng quyết định." Cha Tấn Bắc cười ha ha, y chám cốc với Trương Dương nói, "Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, người không có chữ này, cho dù là đắc ý nhất thời thì cũng không thể đắc ý cả đời." Lúc Trương Dương và Văn Hạo Nam rời đi, phát hiện Vương Học Hải đang ở bãi đỗ xe đợi mình, Trương Dương bước tới, mỉm cười nói, "Học Hải huynh đợi tôi à?" Hắn có chút biết rồi còn cố hỏi. Vương Học Hải gật đầu, Nói khẽ tôi mang tới ít đồ cho thị trưởng Trương. Hắn đưa một cái túi cho Trương Dương, Trương Dương cầm vào tay thì thấy nặng nặng, tuy không mở ra nhưng có thể đoán được bên trong 8, 9 phần 10 là vàng. Trương Dương đương nhiên không khách khí với Vương Học Hải, sau khi nhận lấy liền nói, chuyện bảo anh điều tra tới đâu rồi? Vương Học Hải cười khổ, nói, không có tin tức gì cả, tôi đã tận lực đi điều tra rồi. Trương Dương nói, Cố Minh kiện sắp ra tù rồi đấy, anh chắc tự hiểu mình nên làm thế nào chứ? vương học hải nói anh yên tâm tôi nhất định sẽ tránh xa hắn cho dù là đối diện nhau cũng giả vờ như không nhận ra hắn trương dương cười lạnh một tiếng vương học hải nói tôi thấy sự là không lập bẫy hại hắn trương dương lười chẳng muốn nghe gã giải thích vỗ lên đầu vai gã một cái vương học hải chỉ cảm thấy nửa người tê dần sau đó một cỗ hàn khí băng lãnh từ trên đầu vai gã ùa vào bên trong cơ thể gã không nhịn được liền run bắn lên sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch cho rằng Trương Dương lại đụng tay đụng chân lên người mình, run giọng nói, anh. Trương Dương cười nói, đảm bảo anh trong vòng một năm không có chuyện gì. Nói xong hắn xoay người bước về phía xe của Văn Hạo Nam. Vương Học Hải đứng ngây ngốc ra đó một hồi lâu mới hồi thần lại, trong lòng không biết là nên vui hay nên buồn, ngây ngốc lên xe, hữu khí vô lực nói, đi thôi. Cha Tấn Bắc và Khư Phượng Tiên đứng ở trước cửa sổ văn phòng, vừa hay nhìn rõ cảnh vừa rồi, Khư Phượng Tiên nói khẽ, Vương Học Hải này hình như rất sợ Trương Dương. Cha Tấn Bắc mỉm cười, chuyện của người khác không liên quan gì tới chúng ta. Khư Phượng Tiên nói, anh thấy sao về mỏ vàng của Vương Học Hải? Cô ta đưa một khối vàng nhỏ cho cha Tấn Bắc, cha Tấn Bắc nhận lấy khối vàng, nâng nâng trong tay, không có ai sợ tiền cắn tay cả. Tôi nghe nói Hà Trường An muốn nuốt gọn mỏ vàng của Vương Học Hải, đây mới là nguyên nhân chân chính mà Vương Học Hải chủ động tìm tôi hợp tác khư phượng tiên nói tay của hà trường an vươn quá dài sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú đối với vàng bạc châu báu như vậy cha tấn bắc nói tốc độ phát triển của thời đại quá kinh người thị trường vàng trong nước mỗi năm đều phát triển mấy lần mấy chục lần theo tiền của người dân ở trong tay càng lúc càng nhiều nhu cầu đối với vàng bạc châu báu cũng càng lúc càng lớn hà trường an khẳng định đã ý thức được điểm này cho nên y mới muốn chia một chén canh khư phượng tiên gật đầu nói, gần đây Hà Trường An lần lượt ra tay chiếm mấy mỏ vàng, nghe nói còn giành được quyền khai phá một mỏ kim cương ở châu Phi, lai giả bất thiện mà. Cha Tấn Bắc nói, người này quả thật là có thực lực, nhưng y muốn dẫm chân vào địa bàn của tôi là y không đúng. Bất kể là ai, tôi cũng sẽ khiến hắn chạy từ đâu đến thì phải quay trở lại đó. Trương Dương và Văn Hạo Nam cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng, Văn Hạo Nam nói khẽ cô ta vẫn ổn chứ. Câu này của gã tất nhiên là chỉ tần manh manh. Trương Dương trả lời rất dứt khoát, "Vẫn ổn, nói là ở Mỹ quốc sống vui vẻ, định cùng con trai nhập cư luôn ở đó, yên nhiên đang giúp họ." Văn Hạo Nam cười cười, "Cố ý đả kích tôi, khiến tôi nản lòng đúng không?" Trương Dương không chút che giấu gật đầu, nói, "Em thật sự là không hiểu, anh Đường Đường là nam nhi cao bảy thước, sao lại nghĩ không thông như vậy?" Văn Hạo Nam nói, "Sớm biết cậu là thuyết khách mà." gã dừng xe ở ven đường lấy một hộp thuốc ra rút một điếu hút rồi nói khẽ tôi thì cũng nghĩ không thông tôi có thể không bận tâm tới quá khứ của cô ấy nhưng cô ấy vì sao lại không thể tiếp nhận tôi trương dương nói muốn nghe em nói một những lời thật lòng không văn hạo nam gật đầu trương dương nói anh đừng tức giận đấy văn hạo nam cười nói tôi tức giận thì có thể đanh cậu chắc tôi là anh cậu cơ mà nói đi câu này của văn hạo nam khiến trong lòng trương dương ấm lên hắn hắng giọng rồi nói, điều kiện của anh quá yêu Việt, anh lớn vậy rồi nhưng chắc chưa từng gặp phải sự thất bại quá lớn nào, cho nên tần manh manh cự tuyệt anh mới khiến anh cảm thấy chán nản chưa từng có, nói trắng ra thì là anh ưa thể diện, cũng có lẽ là tình yêu của anh đối với tần manh manh chưa sâu đậm tới mức đó, nhưng người ta càng không để ý tới anh thì anh càng cảm thấy phải đòi lại mặt mũi. Anh Thủy Trung không bỏ được sĩ diện xuống chứ không phải chỉ là vì tình cảm. Trong lòng Văn Hạo Nam đau nhói như bị kim châm, gã cắn chặt môi, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trương Dương nói, hai chúng ta tuy là anh em, nhưng em lại không hiểu nhiều về anh, chỉ bằng vào một chút hiểu biết hạn hẹp của em đối với anh. Em trước giờ luôn cho rằng anh là một người có lý trí, đại khái là bất kỳ ai cũng sẽ có lúc đi vào chỗ bế tắc, nghĩ không thông, và tình cảm của anh đối với tần manh manh đang đi vào ngõ cụt. Văn Hạo Nam phả ra một làn khói, cậu rất hiểu tôi ư. Trương Dương nói, không hiểu, nhưng từ trên người của cha mẹ nuôi có thể nhìn ra một số chuyện, sự lãnh tĩnh và trí tuệ của họ ít nhiều cũng phải di truyền sang anh. Văn Hạo Nam nói khẽ tôi thừa nhận, sau khi tần manh manh cự tuyệt tôi, tình cảm của tôi đối với cô ấy càng không thể nào dứt ra được. Trương Dương nói, anh quá kiêu ngạo, càng là thứ mà anh không có được thì anh lại càng muốn có. Chính bởi vì sự kiêu ngạo của anh đã khiến anh vứt bỏ lý trí và bình tĩnh. Hắn chỉ vào kính chiếu hậu, nói anh soi gương đi, anh hiện tại có gì khác với quá khứ văn hạo nam nói trương dương cậu có cái nhìn thế nào vì chuyện giữa tôi và tần manh manh trương dương nói anh là anh nuôi của em tầm manh manh là em gái nuôi của em với cá nhân em mà nói hai người nếu như đi lại với nhau chưa chắc không phải là một chuyện tốt nhưng theo em thấy anh trong chuyện tình cảm không được thành thục mà tầm manh manh đối với tình cảm lại khá là lý trí trong lòng cô ta trên thế giới này không có bất kỳ ai có thể vượt qua được vị trí của tần hoan Điều này đã quyết định, cô ta không thể nào tập trung vào chuyện tình cảm trai gái. Cô ta có thể vứt bỏ anh, nhưng không bỏ được thân tình của cô ta, anh cảm thấy mình lại không bỏ được cô ta, kỳ thực là không vứt bỏ được sự kiêu ngạo của mình. Văn Hạo Nam trầm mặc một hồi lâu, một lúc sau mới nói, có một số chuyện trong lòng tôi hiểu rất rõ, nhưng làm thì lại rất khó. Trương Dương nói, ai cũng nói nhân sinh là bình đẳng, nhưng em không cho rằng như vậy. Từ lúc người ta sinh ra đã được đóng dấu xã hội và thời đại rồi, xuất thân gia đình, thiên phú như thế nào đều in sâu vào huyết mạch của anh, cái này chính là huyết thống mà người ta thường nói. Em nghe người ta nói Trung Quốc không có quý tộc, nhưng Trung Quốc có một tộc quần đặc biệt. Văn Hạo Nam bật cười, gã biết Trương Dương là muốn nói gì, liền bảo, chẳng trách cha mẹ tôi đều thích cậu, nhận thức của cậu về nhiều chuyện còn sâu sắc hơn tôi nhiều. Trương đại quan nhân thầm nghĩ, nói thừa, tôi hai lần làm người so với anh khẳng định là mạnh hơn nhiều rồi. Văn Hạo Nam nói, cho tôi một kiến nghị đi, nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm gì? Trương Dương nói, nếu em là anh, em sẽ chuyển về nhà, chị Linh giờ đã thế rồi, anh hiện tại còn như vậy, khẳng định là tạo thành đả kích rất lớn đối với cha mẹ, bọn họ không phải là người dễ dàng biểu lộ tình cảm, có tâm sự gì cũng không nói ra, nhưng thế không có nghĩa là họ không buồn, cha nuôi phải xử lý quốc gia đại sư, nhật lý vạn cơ, còn phải phiền lòng vì chuyện của anh, nói một cách to lớn một chút thì anh không phải là đảng viên hợp cách, một quân nhân quốc gia không hợp cách như anh, cứ tạo thêm tâm sự cho Phó Thủ tướng Văn. Còn nói một cách nhỏ bé hơn thì anh thân là con trai, để cho cha mẹ phiền lòng cũng không ra gì cả. Văn Hạo Nam dập thuốc. Trương Dương tiếp tục nói, anh không thể cứ dây dứt mãi trong tình cảm được, tần manh manh có tần hoan, có cuộc sống của bản thân cô ta, người ta khó khăn lắm mới được yên bình, anh thôi thì để cho cô ta được thanh tĩnh đi, anh nghĩ xem, phiền phức lần trước của cô ta có phải là do anh mang tới không? Nếu hai người đi lại với nhau, không biết sẽ có bao nhiêu người lấy chuyện này ra để dèm pha, anh nếu thật sự muốn tốt cho cô ấy thì thả người ta đi đi. Văn Hạo Nam nói, những lời nói của cậu rất có đạo lý, nhưng lại có một điểm không đúng. Điểm nào? Cậu nói tôi quá kiêu ngạo, không vứt bỏ được sự sĩ diện của mình, nhưng tôi thề, tôi đối với tần manh manh thật sự là chân tình. Trương Dương nói, trên thế giới này không có chuyện một bên tình nguyện, Tần Manh Manh không những muốn bảo hộ Tần Hoan, mà cũng muốn giữ bí mật của mình, cho dù cô ta tiếp nhận tình cảm của anh, anh có thể đảm bảo cả đời này không hỏi cha của Tần Hoan là ai không? Câu này hỏi đúng vào chỗ mấu chốt. Văn Hạo Nam cắn môi, không ngờ lại không biết trả lời như thế nào, hắn không thể đảm bảo, mỗi lần nhớ tới chuyện này, trong lòng hắn lại đau đớn như bị độc xà cắn xé. Trương Dương nói, buông tần manh manh chính là buông chính bản thân anh, anh hạo nam, anh nghe em khuyên một câu, bất kể là bởi vì sĩ diện cũng được, vì tình cảm cũng được, nhưng chuyện này nên buông đi. Trương Dương lái xe về chỗ ở của thiên trì tiên sinh. Tòa trạch viện này giờ đã thuộc về hắn, Trần Tuyết hai hôm nay đều ở đây kiểm kê chỉnh lý cổ tịch mà tiên sinh lưu lại, cô ta tỏ ý không tiếp nhận sự trao tặng của tiên sinh. Sau khi trưng cầu sự đồng ý của La Tuệ Ninh, những chỗ sách này sau khi cô ta chỉnh lý xong sẽ quyên cho thư viện quốc gia. Trương Dương ngồi xuống dưới cây nho ở trong vườn, nằm trên cái ghế dựa mà Thiên Trì Tiên Sinh thường ngày hay nằm, cảm giác như tiên sinh vẫn ở bên cạnh mình chứ chưa hề ra đi. Trần Tuyết pha một ấm trà mang ra, đặt trên cái bàn đá ở bên cạnh Trương Dương, Trương Dương mở mắt, nhìn khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của Trần Tuyết, đột nhiên bật cười. Trần Tuyết thấy hắn cười thì không hiểu gì, hỏi khẽ anh cười gì vậy? trương dương chỉ vào mặt trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của trần tuyết có một vết bẩn trương dương lau đi nhưng không lau được hết trương dương vươn ngón tay ra xoa nhẹ lên mặt cô ta tim trần tuyết run lên song vẻ mặt của cô ta vẫn không hề có chút biến hóa nào hai mắt vẫn phẳng lặng như giếng nước chỉ công phu chấn định này tôi ở trong những thiếu nữ cùng tuổi đã rất hiếm thấy rồi trương dương biết tâm thái không lay động trước sóng gió của trần tuyết có liên quan tới nội công mà cô ta tu luyện lau xong vết bẩn trên mặt cô ta kịp thời thu tay lại nói chỗ sách đó chỉnh lý đến đâu rồi trần tuyết nói khẽ chắc hai ngày nữa là hoàn tất kiểm kê trương dương nói phòng ở đây nhiều cô ở lại đây đi dọn dẹp cũng tiện hơn trần tuyết nói anh lúc nào định về giang thành ngày kia trần tuyết gật đầu nếu anh không ngại thì cho tôi đi nhờ về nhé trương dương lúc này mới nhớ ra là trần tuyết cũng đang nghỉ học trương dương cười nói không thành vấn đề Trần Tuyết tính tình lạnh lùng, bình thường rất ít nói, nguyện ý nói với Trương Dương nhiều như vậy đã là hiếm có lắm rồi. Trương Dương đi vào trong thư phòng của Thiên Trì Tiên Sinh, Trần Tuyết dành thời gian để quét dọn sạch sẽ nơi này, thư án cũng sạch đến mức có thể soi gương. Trương Dương vươn tay sờ thư án rồi ngồi xuống trước thư án, bất giác nhớ tới tình cảnh ngày trước cùng tiên sinh bàn luận viển vông, hắn nói khẽ tiên sinh, học sinh có một số lời còn chưa kịp nói với người. Thiên chỉ tiên sinh là xuất thế chi nhân, mà Trương Dương thì lại sống hai đời, hắn có phần cô độc một mực chôn sâu trong lòng. Sự ra đi của Thiên Trì Tiên Sinh khiến Trương Dương cảm thấy vô cùng xúc cảm, đó là bởi vì rất nhiều kiến giải của Thiên Trì Tiên Sinh khiến Trương Dương cảm thấy sáng tỏ thông suốt, giữa hai người có một loại cảm giác cao sơn lưu thủy gặp tri âm. Kéo cái túi mà Vương Học Hải đưa cho hắn, bên trong quả nhiên đặt năm thỏi vàng sáng rực, Trương Dương không khỏi bật cười, vàng tuy quý giá nhưng so với sinh mạng thì không đáng để nhắc tới thế lực như Vương Học Hải cũng minh bạch đạo lý này. Trương Dương đặt năm thỏi vàng lên thư án, càng nhìn càng cảm thấy khối vàng này tục khí phi thường. Hắn bỏ khối vàng vào trong túi, nói khẽ tiên sinh, tôi không nên để tục vật làm ô uế nơi thanh nhã này. Trương Dương ở trong thư phòng cả một buổi chiều, cho tới khi Cha Vi gọi điện thoại tới. Cha Vi đã hẹn Giang Quang Á, cô ta không tìm thấy cố dưỡng dưỡng, nói là cố dưỡng dưỡng hôm qua đã khởi hành tới bá thượng vẽ thực vật rồi. Trương Dương biết cố dài đồng cùng cha tới bá thượng du lịch cho khuây khỏa, nhưng không biết cố dưỡng dưỡng cũng đi theo. Trương Dương mời Trần Tuyết cùng đi ăn cơm, Trần Tuyết lại không thích loại trường hợp này, tỏ ý muốn tiếp tục ở đây tiếp tục chỉnh lý những cổ tịch mà tiên sinh để lại. Trương Dương vốn không mang nhiều hy vọng, tính cách của Trần Tuyết là như vậy, cô ta không thích những trường hợp công chúng có nhiều người. Lần này cha Vi không mời nhiều bạn học tới, chỉ có cô ta và Giang Quang Á, Trương Dương có chút bất ngờ, nói, sao? Hôm nay không định sa luân chiến à? Cha Vi cười nói. Đối phó với loại người như anh mà phải dùng sa luân chiến à? Trương Dương nói. Tôi là loại người nào? Cha Vi nghĩ một chút rồi nói. Không nói rõ được. Nói chung không phải là người tốt. Giang Quang Á ở bên cạnh chỉ cười. ấn tượng của Trương Dương đối với Giang Quang Á không tồi. Thằng ôn này tuy xuất thành danh môn, nhưng trên người lại không có khí hoàn khố. Trương Dương chia tay ra bắt tay Giang Quang Á. Cha Vi không nhịn được liền đổ dầu vào lửa, cứ gặp người ta là bắt tay chính là tật xấu của người trong quan trường các anh. Quan của anh tuy không lớn, nhưng những tật xấu này thì lại học rất nhanh. Trương Dương nói, bình thường thôi mà, hai nam đồng chí gặp mặt không bắt tay thì chẳng lẽ ôm nhau à? Giang Quang Á cười nói, ai là đồng chí với anh, giới tính của tôi bình thường mà. Trương Dương bật cười, Giang Quang Á khó lắm mới hỏm hình một lần, ba người họ tới lưu lão đức ăn dạ dày nổ, chọn một cái bàn nhỏ rồi ngồi xuống, Trương Dương vốn muốn uống bia, nhưng cha Vi lắc đầu, kiên trì đòi uống rượu trắng. Trương Dương nghĩ cái là hiểu, bia lợi tiểu, cha Vi là sợ phải chạy tới nhà xí, hắn cười nói, vậy cô uống rượu trắng, tôi uống bia, trời nóng thế này mà uống rượu trắng thì nóng người lắm. Lúc Trương Dương gọi thức ăn, cha Vi tới quần thị nướng Tân Cương ở đối diện mua một sâu thịt nướng, Giang Quang Á không quên nhắc nhở cẩn thận ví tiền. Cha Vi cười khúc khích, lần trước giang quang á chính là bị mất ví ở đây rõ ràng là trong lòng vẫn còn sợ cha vi thì có tính tình trời không sợ đất không sợ cười nói cậu ngồi đi nếu họ dám trộm ví tiền của tôi thì hai người giúp tôi đánh nhau trương dương thở dài nói hồng nhan hỏa thủy nữ nhân toàn bộ đều là yêu tinh gây họa giang quang á cười nói tính của chị vi giống như con trai mà trương dương có chút kỳ quái nói tôi bảo này quang á hai người là thanh mai trúc mã trông cũng là trai tài gái sắc, sao lại thiếu sĩ diện như vậy? Giang Quang Á nói, không biết, có lẽ bởi vì quá thân nhau, chị Vi không thích người như tôi, mà coi tôi như em trai. Tôi cũng coi chị ấy như chị, tôi không lừa anh, kỳ thật người lớn của hai nhà trước đây cũng có ý này. Trương Dương cười ha ha, nói, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, hay là cậu dứt khoát nghe theo đi, nhìn kỹ thì tướng mạo của cha Vi cũng khá đấy chứ. Vừa hay cha Vi lúc này cũng quay lại, Thấy hai người thì thầm, từ vẻ mặt của họ biết rằng không phải là đang nói những lời hay ý đẹp gì, mày dựng mắt trợn nói, hai người đang nói xấu gì tôi đó. Trương đại quan nhân than, cậu thấy người ta thông minh chưa kìa, không ngờ lại đoán đúng là chúng ta đang nói xấu. Cha Vi trợn mắt lườm Giang Quang Á, nói Quang Á, hắn vừa nói gì đó? Giang Quang Á cười nói, anh ấy tác hợp cho hai chúng ta, còn nói là tướng mạo trị trông cũng tạm. Nói tới đây gã cũng không nhịn được mà bật cười. Cha Vi gườm gườm nhìn Trương Dương, nói tướng mạo của tôi trông cũng tạm à. Anh có mắt mà không nhận ra kim tướng Ngọc, bản tiểu thư nhìn thế nào cũng là một đại mỹ nữ, thật sự là phải nghi ngờ thẩm mỹ của anh đó. Trương Dương giơ cốc bia lên, nói, nào, chúng ta cùng nhau kính tuyệt thế đại mỹ nữ cha Vi đại tiểu thư. Giọng nói của hắn rất lớn, khiến cho mọi người ở xung quanh đều nhìn về phía này. Cha Vi tuy tính tình cởi mở, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút xấu hổ, gắt, im đi, Trương Dương mấy ngày hôm nay lần đầu tiên tâm tình cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, thiên chỉ tiên sinh tuy đi rồi, nhưng cuộc sống của họ vẫn phải tiếp tục. Mấy chén rượu vào bụng, cha Vi nhắc tới chuyện bán đấu giá từ thiện của thiên chỉ tiên sinh ngày mai. Trương Dương nói, chuyện này là văn phu nhân lo liệu, tình huống cụ thể thì tôi không hỏi, có điều ngày mai chỉ bán đấu giá một bộ phận tác phẩm của thiên chỉ tiên sinh, tổng cộng là 20 bức. Cha Vi nói, hội bán đấu giá từ thiện ngày mai, chú tôi cũng nhận được thiếp mời tôi cũng muốn tới xem náo nhiệt. Trương Dương cười nói, tôi vừa hay thiếu một bạn gái, cô đi cùng tôi là được. Cha Vi nói, anh mời hay nhỉ, tôi định đi cùng Quang Á rồi. Giang Quang Á lắc đầu, ngày mai thì tôi không đi được, dưỡng tôi tới Kinh Thành, ngày mai cả nhà tôi phải tới Tử Kim Các ăn cơm. Cha Vi nói, thức ăn ở Tử Kim Các không ngon đâu, cậu sao không tới Kim Vương Phủ. Dẫu sao cũng là quán do chú cô ta mở, lúc nào cũng không quên tuyên truyền cho người nhà mình giang quang á cười nói cha mẹ tôi đặt chỗ rồi tôi không làm chủ được cha vi nhìn trương dương một cái nói tiện nghi cho anh rồi nhé một đại mỹ nữ như tôi ngày mai sẽ cùng anh tham gia hội bán đấu giá từ thiện trương dương nói nghe nói loại trường hợp này rất chính thức cô có phải là cũng nên mặc trang trọng chút không đừng có mặc quần áo đồng phục của nhân viên quán chú cô đấy cha vi cầm cái tam sắt trên bàn lên có tin tôi đâm xuyên lưỡi anh mang nướng ăn không trương đại quan nhân cợt nhả nói kỳ thực cái lưỡi của tôi ăn tươi thì là ngon nhất nướng rồi thì ăn không ngon đâu câu này của hắn mang theo thành phần trêu gẹo rõ ràng cha vi mặt đỏ bừng lên miệng thì vẫn không chịu nhận thua anh cắn xuống cho tôi đi không cắn được hay cô tự cắn đi giang quang á bộ dạng như không liên quan uống một ngụm bia lạnh nói trà bia này vị đạo không tồi màn tròng gẹo của trương dương đối với cha vi bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt hắn nhấc máy lên, trong điện thoại truyền tới giọng nói khẩn trương của Trần Tuyết, Trương Dương, anh mau về đi, tôi. Phát hiện ra một chuyện. Trương Dương trong lòng ngây ra, từ trong giọng nói của Trần Tuyết nghe ra là cô ta có chút hoảng loạn, Trương Dương nói tôi lập tức về đây. Hắn gác điện thoại xong liền cáo từ hai người. Cha Vi nói, còn định rủ anh cùng đi hát nữa. Trương Dương nói, để ngày mai đi, sau khi hội bán đấu giá kết thúc tôi sẽ mời khách. Trương Dương chẳng buồn giải thích với họ, lái xe về phía biệt viện Hương Sơn. Buổi tối tuy giao thông thông thuận, nhưng từ chỗ hắn ăn cớm lái tới trạch tử của thiên trì tiên sinh cũng tốn mất 40 phút. Trương Dương lao vào trong viện lạc, nhìn thấy ánh đèn trong phòng chứa sách thì mới thấy an tâm. Trần Tuyết thấy Trương Dương về, vẻ mặt rõ ràng là thả lỏng hơn nhiều, cô ta đẫn Trương Dương đi vào giá sách ở bên trong. Cô ta là lúc đang chỉnh lý giá sách phát hiện trên tầng 2 của giá sách sát thường có một cái hộp gỗ nhỏ dài, trên hộp có tranh ghép, hộp gỗ được giấu sau cổ tịch, nếu không lấy những cuốn sách này ra thì không nhìn thấy được. Trương Dương đọc không hiểu văn tự ở bên trên, tất nhiên không biết Trần Tuyết vì sao lại khẩn trương như vậy, hắn nhíu mày, nói chỉ là một bức tranh ghép thôi, có gì không đúng đâu. Trần Tuyết nói, bên trên toàn là giáp cốt văn, những thứ này xếp lại có thể tổ thành một câu, thiên thượng hàng đại nhiệm vô tư nhân giả Tôi hoài nghi là một cơ quan, cho nên không dám động vào trương dương gật đầu án chiếu theo tuần tự mà trần tuyết chỉ dẫn xếp lại những chữ đó sau khi xếp xong chỉ nghe thấy cách một tiếng rõ ràng là tiếng cơ quan mở trương dương cẩn thận mở hộp gỗ ra bên trong là một bản vẽ sơ ra dưới ánh đèn để đọc bản vẽ đó không ngờ là bản đồ kết cấu của phòng chứa sách bên trong đánh dấu đậm chỗ nào đó trương dương án chiếu theo bản đồ tìm được chỗ được đánh dấu nhẹ nhàng gõ vào nền nhà bởi vì bên dưới nền nhà đều lót long cốt cho nên gõ cũng không thấy có gì dị thường Trương Dương tìm công cụ nạy nền nhà lên. Bên dưới lộ ra đất xi măng, lại gõ gõ, có thể nghe thấy tiếng vọng. Trần Tuyết và Trương Dương nhìn nhau, hai người đều hiểu bên dưới trống rỗng, chẳng lẽ là thiên chỉ tiên sinh ở bên dưới còn giấu huyền cơ. Trương Dương vun quyền muốn đập tiếp, nhưng lại bị Trần Tuyết bắt lấy tay, Trần Tuyết không nói gì, đôi mắt đẹp nhìn Trương Dương, chậm rãi lắc đầu. Trương Dương hiểu ý của cô ta, Trần Tuyết không muốn hắn tiếp tục tra xét nữa, hắn nói khẽ tôi rất hiếu kỳ. Trần Tuyết nói khẽ cho dù là bí mật, thì bí mật đó cũng thuộc về Thiên Trì Tiên Sinh, chúng ta hay là tôn trọng lão nhân gia, để bí mật này vĩnh viễn được bảo trì đi. Trương Dương nghĩ một chút, Trần Tuyết nói cũng không phải là không có đạo lý. Thiên Trì Tiên Sinh tuy tặng tòa trạch viện này cho mình, nhưng mình không có quyền vén bí mật này lên, có điều ông ta tặng phòng chứa sách cho Trần Tuyết, có phải là tính chuẩn Trần Tuyết đọc hiểu giáp cốt văn? Có thể mở được cơ quan tranh ghép trên hộp gỗ, phát hiện bản đồ ở bên trong, tìm thấy bí mật được giấu dưới đất hay không?" Trương Dương tuy hiếu kỳ, nhưng vẫn nghe theo ý kiến của Trần Tuyết. Sau khi đắp lại nền nhà, đã là giữa đêm rồi, lúc Trương Dương làm việc, Trần Tuyết đi chuẩn bị hai bát mì làm thức ăn đêm cho họ. Trương Dương ngồi trên nền nhà vừa lát lại xong, trong lòng vẫn nghĩ tới bí mật ở bên dưới, vừa ăn mì thơm phức vừa nói với Trần Tuyết, chẳng lẽ cô không thấy hiếu kỳ chút nào hả? À? Trần Tuyết lắc đầu, cười nhạt, nói, thứ không thuộc về tôi, tôi không có hứng thú muốn biết. Trương Dương nói, những cổ tịch này thuộc về cô, phòng này thuộc về tôi, kỳ thức chúng ta có thể tra xét tiếp mà. Trần Tuyết nói, một người sau khi chết đi, thứ được mai táng không phải là bản thân người mà còn có tất cả bí mật liên quan tới người lúc sinh tiền. Nếu như có một ngày anh rời khỏi thế giới này, anh có hy vọng người khác khai quần phần mộ của anh, điều tra bí mật của anh hay không? cho dù là người đó có lý do chính đáng, ví dụ như khảo cổ hoặc là dò tìm bí mật. Trương Dương nói, ai con mẹ nó dám, tôi hóa thành lệ quỷ cũng không tha cho hắn. Trần Tuyết nói khẽ tôn trọng bí mật của người khác chính là tôn trọng chính bản thân chúng ta. chương 395, mượn cháu gái dùng một chút. Hội bán đấu giá di tác của Thiên Trì Tiên Sinh được cử hành vào chiều thứ Bảy tại sảnh bán đấu giá thư họa của Viện Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia. Hội bán đấu giá lần này được tiến hành dưới sự tổ chức của La Tuệ Ninh, do Tổng hội Từ thiện Trung Hoa, Hội chữ thập đỏ Trung Hoa cơ cấu công chứng cùng nhau giám sát. Sản phẩm được bán đấu giá là 20 tác phẩm thư pháp của Thiên Chỉ Tiên Sinh. 20 tác phẩm này là những tác phẩm đại biểu cho các thời kỳ của Thiên Chỉ Tiên Sinh, trong đó có mãn Giang Hồng, một trong những tác phẩm mà Tiên Sinh lúc sinh thời cảm thấy hài lòng nhất, từ tác chú giải thư tay của Nam Tống Nhạc Phi, toàn văn khí thế có một không ai. Lực như xuyên thấu cả giấy long xà phi động, loan phiêu phượng bạc, thực sự là chân phẩm hiếm có. Thiên chỉ tiên sinh lúc sinh tiền, tác phẩm thư pháp của ông ta đã có giá không rẻ, sau khi mất đi, giá thị trường càng lên cao, hội bán đấu giá từ thiện lần này hấp dẫn rất nhiều người yêu thư pháp và nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Đương nhiên, trong đó có người vì thư pháp của thiên chỉ tiên sinh mà đến, cũng có người vì nể mặt la tuệ ninh mà tới. Trương Dương và Cha Vi hẹn 7 giờ tối gặp mặt ở bãi đỗ xe ở phía trước viện bảo tàng mỹ thuật. Trương Đại Quan Nhân vì phong độ thân sĩ nên tới sớm 10 phút, nhưng đợi tới 7 giờ vẫn không thấy Cha Vi xuất hiện. Thằng ôn này có chút mất kiên nhẫn, khi cầm điện thoại lên đang chuẩn bị ấn số thì thấy một chiếc xe Lincoln lái vào bãi đỗ xe. Người đi xuống trước tiên là Cha Tấn Bắc, tuy tham gia trường hợp chính thực, nhưng Cha Tấn Bắc vẫn ăn mặc như lúc Trương Dương gặp Y Ban Sáng. Thằng cha này là nghệ thuật gia, dẫu sao cũng phải mang theo chút phong cách của nghệ thuật ra. Người đi ra sau là Khư Phượng Tiên, Khư Phượng Tiên thân mặt sườn xám màu vàng, trên thêu long phượng trình tường, sắc màu rực rỡ, phú quý bức người, càng lộ ra khí chất cao quý bất phàm của cô ta, trên cổ cũng đeo một chiếc vòng cổ nạm bảo thạch có giá trị liên thành. Cha Vi bước ra khỏi xe sau cùng, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dài màu đỏ, váy đỏ như lửa, tóc dài như mây, uốn kiểu gợn sóng phủ lên bờ vai thơm trắng như tuyết, ngược độn cao, một chiếc vòng cổ và da thịt trắng nõn của cô ta làm tôn nhau lên, diễn dịch ra cái đẹp nhu hòa xa hoa mà thanh thuần. Trương đại quan nhân đây là lần đầu tiên phát hiện nha đầu này có cặp ngực ngạo nhân như vậy. Trương Dương đẩy cửa xe ra đón, hắn mặc rất nghiêm chỉnh, quân tây là lượt, giày da đen bóng, áo phông Lacoste cũng là vừa mới mua. Cha Vi và và Khư Phượng Tiên một phải một trái ôm cánh tay của cha Tấn Bắc, Trương Dương bước tới trước, Trương Hửng nói, vậy. Còn tôi thì sao? vào thời khắc quan kiện, cha Vi sẽ không bỏ rơi mình chứ. Cha Tấn Bắc cười ha ha, nói thị trưởng Trương tới một mình à. Trương Dương cười nói, đang chuẩn bị mượn dùng cô cháu gái quý hóa của anh đây. Cha Tấn Bắc nhìn cha Vi, nói tôi thì không dám cho cậu mượn đâu, nó là người thành niên rồi, phải tự mình quyết định. Cha Vi cười khúc khích, nói có một số người còn lo lắng cháu mặc quần áo đồng phục công tác của Kim Vương Phủ làm mất mặt hắn. Trương đại quan nhân cười nói, kỳ thực tôi là chỉ mong cô mặc đồng phục công tác, dạng tuyệt đại mỹ nhân giống như cô, cho dù là mặc đồng phục công tác thì cũng không che nổi được quang mang của cô. Khư Phượng Tiên cười khúc khích, nói thật đúng là biết nói chuyện. Cái miệng của thị trưởng Trương không biết đã làm bao nhiêu thiếu nữ chết mê chết mệt rồi. Cha Vi mỉm cười buông tay ông chú ra, ôm tay Trương Dương, nói, hắn là một tên lừa đảo. Cha Tấn Bắc mỉm cười lắc đầu, Cùng Khư Phượng Tiên bước vào trong sàn bán đấu giá từ thiện. Trương Dương và chavi đi theo sau họ, Trương Dương nhìn cách ăn mặc của Trương Dương, nói khẽ, hôm nay mặc cũng thân sĩ gớm nhỉ. Trương Dương nói, tôi ăn mặc như vậy cũng là thể hiện sự tôn trọng đối với cô. chavi nói, ừ, câu này nói cũng dễ nghe đấy. Cô ta phát giác ánh mắt của Trương Dương luôn liếc vào ngực mình, mặt không khỏi có chút đỏ lên, gắt, anh không thể nhìn về phía trước à. Trương Dương nói to quá. Cha Vi mặt đỏ tía tai, mắng khẽ, hạ lưu. Tôi là nói viên kim cương kia. Cha Vi hậm hực nhìn chằm chằm vào Trương Dương, với sự hiểu biết của cô ta về thằng ôn này, những lời vừa rồi không hắn không phải là nói về kim cương. Bước lên thảm đỏ thông tới sảnh bán đấu giá, đèn ma dê lập tức nhấp nháy, khứu giác của các phóng viên rất linh mẫn. Trong trường hợp như thế này thường thường có thể chụp vật và việc được công chúng chú ý, bọn họ không thể bỏ qua dạng cơ hội này. Cha Tấn Bắc là người đã thấy quen loại tràng diện này rồi, y và Khư Phượng Tiên phối hợp tiến hành bầu ảnh. Trương Dương ít nhiều cũng là người từng đóng quảng cáo, cha Vi thì xuất thân danh môn, biểu hiện của hai người cũng tính là châu liên hợp bích. Trương Dương không ngờ hiện trường bán đấu giá từ thiện lại long trọng như vậy, bọn họ đi tới tường ký tên, bởi vì là bán đấu giá từ thiện tác phẩm của Thiên Trì Tiên Sinh, nên danh lưu của giới thư họa đến góp mặt rất nhiều, ký tên cũng khác nhau, hiện trường chuẩn bị bút kỳ, còn chuẩn bị cả bút lông, chất liệu của tường ký tên cũng phân thành hai bộ phận, trong đó một nửa là tài liệu giấy tuyên. Biểu hiện của trương đại quan nhân trước giờ đều rất mạnh, nhìn thấy chữ ký của mấy vị danh gia thư pháp chẳng qua cũng vậy mà thôi, hắn động tâm tư muốn khoa khoang, cầm bút lông lên, sau khi chấm đẫm ngực liền xoẹt xoẹt kỷ đại danh của mình lên tường ký tên trương dương. Hai chữ này trương đường hoàng khí phách, ý khí phong phát, lập tức dẫn tới sự vi quan của không ít danh nhân giới thư pháp. Người ngoài nghề thì xem náo nhiệt, người trong nghề thì xem môn đạo, Trương Dương chỉ dựa vào ký tên đã hấp dẫn không ít sự chút ý, đã có người lặng lẽ đi hỏi han người trẻ tuổi này là ai. Chữ của cha Vi tuy viết cũng khá, nhưng cô ta tự biết lấy mình, vẫn là thư pháp bút cứng, ở tường bên kia ký một chữ thể nghệ thuật, sau đó khoác tay Trương Dương, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người bước vào trong sảnh. Là Tuệ Ninh mặc ván trang màu đen, khí chất ung dung quý phái đứng ở ngoài cửa tiếp đón, buổi bán đấu giá từ thiện ngày hôm nay bà ta là chủ nhân, khiến Trương Dương vui mừng là Văn Hạo Nam không ngờ cũng xuất hiện ở bên cạnh mẹ. Từ nụ cười hiểu ý trên mặt La Tuệ Ninh có thể nhìn ra tâm tình của bà ta vì sự có mặt của con trai mà thấy rất vui vẻ. Trương Dương và Cha Vi đi tới trước mặt La Tuệ Ninh, Trương Dương gọi mẹ nuôi. La Tuệ Ninh mỉm cười gật đầu, nắm lấy tay Cha Vi, nói, Vi Vi, cháu sao lại đi cùng với Trương Dương? Cha Vi cười nói, anh ấy bắt cháu làm bạn nữ cho anh ấy. Trương đại quan nhân mặt dày vô sỉ nói, nổi hứng thì cô bắt tôi làm bạn trai chứ không cho phép tôi bắt cô làm bạn gái à. Cha Vi tức đến nỗi đấm lên đầu vai hắn hai cái. La Tuệ Ninh không hỏi trách cứ nhìn Trương Dương một cái, thằng láo tuét, đừng có khi phụ Vi Vi. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, con sẽ chiếu cố cô ấy như con gái. Cút, thấy hai người cái cái cỏ cọ đi vào trong sảnh, là tuệ ninh trong lòng không khỏi cảm thán, thằng con trai nuôi này trên phương diện tình trường thì mọi việc đều thuận lợi, con đứa con trai ruột của mình thì ngược lại, một lòng chỉ thích tần manh manh, không ngờ lại là một bà mẹ chưa kết hôn, có điều may mà nó cuối cùng cũng chịu về bên mình. Văn Hạo Nam ở bên cạnh nhắc nhở, mẹ, chú Hà tới rồi kia. Hà Trường An mặc đường trang màu xám, xài bước vào trong hội trường, bên cạnh y không có bạn nữ đi cùng, chỉ có hai trợ lý trẻ tuổi đi theo, Hà Trường An mỉm cười đi tới trước mặt La Tuệ Ninh, nói, Văn Phu Nhân, hôm nay tôi là có chuẩn bị mà tới đấy. La Tuệ Ninh cười nói, 20 tác phẩm, bức mãn giang hồng cũng ở trong đó, anh không phải là muốn có được nó chứ. Biểu hiện cho tốt đi. Hà Trường An cười ha ha, nói, được, chủ yếu là giúp tiên sinh hoàn thành tâm nguyện phụng hiến cho từ thiện. Tối hôm đó danh nhân tới rất nhiều, sau khi Trương Dương ngồi xuống nhìn thấy Vương Học Hải không ngờ cũng xuất hiện ở đây, Hắn đối với chuyện của giới kinh thành không quen thuộc lắm, Cha Vi giới thiệu với hắn, gặp phải loại trường hợp này chính là thịnh sự xã giao của kinh thành, có một số người vì mua tác phẩm mà tới, còn có một số người thì bởi vì xã giao mà tới, loại trường hợp này có thể kết giao quan hệ các phương diện. Cô ta lặng lẽ chỉ vào Vương Học Hải, nói, người này đặc biệt thích tham gia các loại các dạng hoạt động, lợi dụng hoạt động để kéo gần quan hệ với người khác. Cô ta lại chỉ vào một người ở đằng xa đó chính là ông chủ phùng cảnh lượng của tử kim Các, trương dương cũng từng gặp y trương dương lại thấy hà trường an bước tới hà trường an cũng nhìn thấy trương dương mỉm cười gật đầu với hắn rồi lại gật đầu chào cha tấn bắc cha tấn bắc cũng rất lịch sự mỉm cười hà trường an đi tới vị trí của mình rồi ngồi xuống nói nhỏ với trợ thủ ở bên cạnh lưu ý cha tấn bắc y hôm nay là lai giả bất thiện hà trường an nảy sinh cảnh giác với cha tấn bắc cũng không phải là không có nguyên nhân y có ý đồ muốn tiến quân vào thị trường vàng bạc châu báu của quốc nội, mà cha tấn bác ở phương diện này không nghi ngờ gì nữa đã đi trước một bước, sự gia nhập của mình tất sẽ bị cha tấn bác coi là một loại xâm lược. Bối cảnh của cha tấn bác rất sâu, vương quốc châu báu của y đã có quy mô sơ bộ, tuyệt đối không để mặc cho mình gia nhập vào lĩnh vực ưu thế của y. Khách khứa trên cơ bản đã đến đủ, nam nữ chủ trì mang theo giọng nói thương cảm mở đầu cuộc bàn đấu giá từ thiện lần này thân là người giám hộ các tác phẩm của thiên trì tiên sinh, là tuệ ninh lên bục phát biểu, bà ta mang theo tâm tình sùng kính, lợi ít mà ý nhiều tổng kết cuộc đời của thiên trì tiên sinh, trên màn hình ở sau lưng xuất hiện hình ảnh của thiên trì tiên sinh, cùng với những tác phẩm của các thời kỳ khác nhau. Sau khi nhìn lại cuộc đời của thiên trì tiên sinh, là tuệ ninh nói, hiện tại tôi xin giao lại micro cho người phụ trách bán đấu giá. Người phụ trách bán đấu giá lên bục trong tiếng vỗ tay, Bức được bán đấu giá đầu tiên là tác phẩm thời kỳ đầu của Thiên Trì Tiên Sinh, một bức tranh chữ được viết vào những năm 50, sau khi giới thiệu, bắt đầu tranh mua từ giá khởi điểm là một vạn. La Tuệ Ninh cho dù là người tổ chức cuộc bán đấu giá từ thiện lần này, nhưng cũng là người tham gia, bà ta bảo Văn Hạo Nam ra mặt tranh mua, hét ra giá đầu tiên. Văn Hạo Nam dơ thẻ lên, nói, một vạn năm ngàn nhân dân tệ. Sự ra giá của gã chỉ có ý nghĩa tượng trưng, là thay mắt cho mẹ tỏ ý ủng hộ cho cuộc bán đấu giá lần này có điều ở trong mắt người khác giá của văn hạo nam như nhất truy định âm không có ai dám ngang nhiên tranh giá với văn gia đây là nề mặt văn quốc quyền cho nên sau khi văn hạo nam ra giá cũng không có ai ra mặt tranh giành nữa gã dùng một vạn năm ngàn nguyên thuận lợi mua được bức tranh chữ đó cha vi thì thầm sớm biết một vạn năm ngàn đồng có thể mua được bức tranh đó thì tôi cũng ra giá rồi trương dương cười nói cô nếu muốn ra giá sợ rằng giá của bức tranh đó ít nhất cũng phải lên tới 10 vạn. Cha Vi trợn mắt lườm hắn, trong lòng đương nhiên minh bạch đạo lý bên trong. Kiện bán đấu giá thứ hai là một bức chữ hổ, giá khởi điểm là hai vạn, người phụ trách bán đấu ra vừa tuyên bố xong. Cha Vi liền dơ thẻ lên, cô ta ra giá 2 vạn năm ngàn, lần này tăng ra thấp nhất là năm ngàn đồng. Cha Vi rõ ràng là không có sức uy hiếp như văn Hạo nam, thẻ còn chưa bỏ xuống thì ông chủ phùng cảnh lượng của tử kim các đã dơ thẻ 5 vạn, thoáng cái giá đã lên gấp đôi. Cha Tấn Bắc sau khi mở nhà hàng Kim Vương Phủ, cướp đi không ít sinh ý của tử Kim Các, phùng cảnh lượng trong lòng rất khó chịu với cha Tấn Bắc, có điều tài lực và bối cảnh của y không thể nào sánh bằng được cha Tấn Bắc, chỉ có thể thông qua loại phương thức này để phát tiết sự bất mãn ở trong lòng. Trương Dương không khỏi bật cười, cha vì biết hắn bởi vì những lời vừa rồi mà đắc ý, lập tức tăng lên thành 6 vạn. Cha Tấn Bắc mỉm cười nhìn biểu hiện của đứa cháu gái, Khư Phượng Tiên nói, Vi Vi rất có khí thế, anh có nên ra mặt thay cho đứa cháu gái bảo bối này không? Cha Tấn Bắc nhói khẽ, binh đối binh, tướng đối tướng, đối phó với loại nhân vật này, cháu gái tôi là đủ rồi. Phía bên kia phùng cảnh hưng lại tăng lên thành 7 vạn. Cha Vi có chút bực rồi, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng cha chọc đó đối địch với tôi để làm gì? Đầu của phùng cảnh lượng chỉ hơi hói một chút, có điều vẫn chưa tới mức chọc đầu, xem ra cha Vi thực sự là bị chọc giận rồi. Trương Dương nói, bức tranh chữ này của tiên sinh đáng giá giá 10 vạn đấy, cô hét 10 vạn đi. Cha Vi án chiếu theo lời Trương Dương, trực tiếp sơ thẻ 10 vạn lên. Phùng cảnh lượng không chút do so dự, lập tức hét giá 11 vạn. Bầu không khí ở hiện trường bắt đầu nóng lên, không ai ngờ vừa mở đầu mà Cha Vi và Phùng cảnh lượng đã tranh nhau gay gắt. Người biết nội tình đều minh bạch, đây là sự tranh giá giữa tử Kim Các và Kim Vương Phủ. Cha Vi đang chuẩn bị tăng giá thì phía Trương Dương đã dơ tấm thẻ 20 vạn lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Trương Dương, Trương Dương chấn định tự nhiên, hai mắt nhìn Phùng Cảnh Lượng. Phùng Cảnh Lượng rõ ràng là có chút do so dự, y không phải là người yêu thích thư pháp, hôm nay tới đây, mục đích giống như Vương Học Hải, chỉ là để lôi kéo quan hệ, dùng 20 vạn để mua một bức tranh chữ, trong lòng y thấy không đáng, Vương Học Hải ở bên cạnh nói Trương Dương ra giá 20 vạn rồi. Cha Vi nói khẽ, hai mươi vạn để mua một chữ à? Trương Dương mỉm cười nói, không phải là tôi mua mà là cô mua. Tôi chỉ phụ trách dơ thẻ thôi. Hắn mỉm cười giao lại tấm thẻ vào trong tay Cha Vi. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Cha Vi không thể nào ném thẻ đi. Trong lòng hận Trương Dương tới ngứa răng, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải cố nặn ra biểu tình yêu nhã. Cha Vi nói, anh hại tôi à? Trương Dương nói, đây là tranh đấu giữa Kim Vương Phủ và Tử Kim Các tôi là giúp chú cô tranh sĩ diện, 20 vạn không đắt, phùng cảnh lượng nếu không ứng chiến, chẳng khác nào là ở trước mặt mọi người tuyên bố tử kim các lép vế trước kim vương phủ. Phùng cảnh lương đương nhiên là hiểu đạo lý này, y không phải là tranh một bức tranh chữ mà là tranh sĩ diện, bức tranh chữ này để cha vi lấy được, chẳng khác nào là tuyên bố với tất cả mọi người rằng tử kim các của y không bằng kim vương phủ, càng khiến phùng cảnh lượng nổi giận là tới hiện tại cha tấn bắc vẫn chưa ra mặt, mình là bại dưới tay cháu gái của y, há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ ư, phùng cảnh lượng sau khi đắn đo suy nghĩ, mặt mũi không thể mất được, y lại hét ra giá 30 vạn. Không ai ngờ được hội bán đấu giá từ thiện tối nay lại có một trận đao quang kiếm ảnh như vậy, vừa bắt đầu đã đầy mùi thuốc súng rồi. Cha Vi thấy Trương Dương lại viết 30 vạn lên thẻ, nói nhỏ thật sự muốn mua à. Trương Dương cười nói, đừng lo lắng, dẫu sao thì cô cũng không phải bỏ tiền, có chú cô làm hậu thuẫn, chỉ cần đấu với y là được. Cha Vi ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng có lý, cô ta nhìn về phía cha tấn Bắc một cái, cha tấn Bắc dùng ánh mắt cổ vũ và khích lệ nhìn lại cô ta, cha Vi mỉm cười, không đợi Trương Dương viết xong đã giơ tay lên, 50 vạn. Giá này vừa được đưa ra, cả hội trường xôn xao. Ai cũng biết rằng giá trị thư pháp của thiên Chỉ tiên sinh không nhỏ, nhưng bất kỳ tác phẩm thư pháp nào cũng có giá của nó. Giá 50 vạn đã không phù hợp với giá thị trường hiện tại rồi. Căn cứ vào giá thị trường hiện tại, bức tranh chữ này cũng khoảng 15 vạn, nhưng dưới cuộc cạnh tranh của Cha Vi và Phùng Cảnh Lượng đã đạt tới con số 50 vạn, đây đã không thể dùng quy luật bình thường để nhìn nữa rồi. Cha Tấn Bắc nghe thấy cái giá này thì không khỏi bật cười, y nói nhỏ với Khư Phượng Tiên, bỏ tiền của người khác ra tiêu lúc nào cũng thống khoái nhất. Khư Phượng Tiên cười khúc khích nói, anh đau lòng à. Cha Tấn Bắc hỏi lại, cô có biết sót tiền không? Phùng cảnh lượng sót tiền lắm rồi, nhưng phùng cảnh lượng lại cần sĩ diện hơn, y sở dĩ đau lòng là bởi vì y đối với thư pháp một khiếu cũng không thông, nếu như là bình thường, y nghe thấy ai đó bỏ 50 vạn ra mua một bức tranh chữ thì nhất định sẽ mắng người ta là ngu xuẩn, nhưng hôm nay cái mà y mua không phải là chữ, mà là sĩ diện, 50 vạn, không đắt. Phùng cảnh lượng ra giá 55 vạn. Trương Dương đã nhìn ra là phùng cảnh lượng có chút không vững dạ nữa rồi, khi Chavi đang chuẩn bị báo ra giá 60 vạn thì lại nhìn về phía ông chú Cha Tấn Bắc lắc đầu, cha Tấn Bắc quyết định bỏ cuộc, đối thủ chủ yếu của y tối nay không phải là phùng cảnh lượng, cướp được cái phong đầu này cũng không có ý nghĩa gì cả, ngoài mặt thì là phùng cảnh lượng thắng một trận, nhưng trên thực tế lại là ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi người chủ chỉ bán đấu ra gõ búa, sắc mặt phùng cảnh lượng rất khó coi. Sau người vạn mua một bức tranh chữ, tranh khí phách. Cha Tấn Bắc không có tổn thất gì, người đại biểu cho y tranh giá là cha Vi, nói một cách khác tới hiện tại bộ đội chủ lực của người ta căn bản chưa xuất động. Vương Học Hải nói, chữ đẹp, mang về đóng khung rồi treo lên tường của tử kim các khẳng định là khách khứa đầy quán. Có lẽ là cuộc tranh giá giữa phùng cảnh lượng và tra vi quá sôi nổi, cho nên mấy tác phẩm tiếp sau lộ ra vẻ không nóng không lạnh, giá cao nhất cũng chỉ có 30 vạn, tất cả mọi người đều hiểu rằng, sự bình đạm ở trước mắt chỉ là tạm thời, rất nhiều người đều đang tích xúc lực lượng, mục tiêu của bọn họ khóa chặt lên bức mãn giang hồng của thiên trì tiên sinh. Hà Trường An hôm nay đã mua được 8 tác phẩm, bỏ ra hơn trăm vạn, cha Tấn Bắc thì thủy trung án binh bất động. Hà Trường An không hề bị sự bình tĩnh hiện tại của cha Tấn Bắc khiến cho lơ là. Y biết cha Tấn Bắc đang chờ đợi cơ hội, lúc bán đấu giá tác phẩm cuối cùng, cha Tấn Bắc nhất định sẽ ra mặt. Bức mãn giang hồng của thiên trì tiên sinh, Trọng trung chi trọng của cuộc bán đấu giá ngày hôm nay được đẩy ra trong tiếng giới thiệu đầy kích động của người chủ trì bán đấu giá. Bức tự thư này được viết vào cuối những năm 70, từng có thương nhân Nhật Bản muốn bỏ ra 10 vạn đô la Mỹ để mua nhưng bị Thiên Trì Tiên sinh cự tuyệt, giá khởi điểm là 100 vạn. Khi bức tự thư này được đưa ra, ai ai rõ ràng cũng trở nên khẩn trương, người có thể bỏ ra 100 vạn để mua một bức tự thư, tuyệt đối không phải chỉ vì muốn nổi tiếng mà chỉ có người trong nghề chân chính mới bỏ ra giá lớn như vậy để mua. Hà Trường An và cha Tấn Bắc không phải là người đầu tiên dơ thẻ. Khi người chủ trì bán đấu giá tuyên bố bắt đầu, đã có hơi 10 người dơ thẻ lên, trong nháy mắt giá đã leo lên 150 vạn. Hà Trường An sớm đã chuẩn bị tâm lý đối với điều này, y nói với trợ lý ở bên cạnh 300 vạn. Giá 300 vạn vừa được đưa ra, hiện trường vốn vô cùng ồn ào lập tức biến thành lặng ngắt như tờ, Giá mà Hà Trường An đưa ra đã gấp 3 lần giá khởi điểm, cái giá này đã đẩy rất nhiều người có ý tranh mua ra sau. Cái mà Hà Trường An muốn chính là loại hiệu quả này, y mỉm cười cầm chén rượu vang lên uống một ngụm. Cha Vi và Trương Dương cũng nhìn Hà Trường An, không những là họ, người ở toàn trường đều nhìn Hà Trường An, trong cuộc cạnh tranh giá, người ra giá cao nhất chính là tiêu điểm để vạn người nhìn vào. Trương Dương ôm thái độ của người bàng quan, Hà Trường An từng giúp đỡ hắn ở Đông Giang mua được điệu múa mở màn của Hà Hâm Nhan, đây là nhân tình, trương đại quan nhân phải thừa nhân, cho nên hắn hôm nay trên tâm thái bảo trì trung lập, nhưng hắn cũng không muốn cuộc bán đấu giá này kết thúc như vậy, cha tấn bắc chẳng lẽ không định tranh đua ư? Cái giá 300 vạn chẳng lẽ lại dọa cho ôm trùm châu báu này sợ mà rút lui ư? Cha tấn bắc đương nhiên là không bị dọa lui, y đang chờ đợi, khi người chủ trì bán đấu giá bắt đầu đọc tới số 2 thì y mới mỉm cười dơ tay lên, 300 vạn linh 5 ngàn toàn trường xôn xao, Hà Trường An mỉm cười nhìn cha Tấn Bắc, sự tăng giá của cha Tấn Bắc cực kỳ đặc sắc, y đang nói với mình rằng, y muốn dùng cái giá 5.000 nhân dân tệ để đánh bại mình. Hà Trường An gật đầu, 350 vạn. Cha Tấn Bắc nói, 350 vạn lẻ 5.000. Tất cả mọi người đều nhìn ra là cha Tấn Bắc đang gây hấn. Ánh mắt của Hà Trường An và cha Tấn Bắc đều rời khỏi vật triển lãm, bọn họ nhìn nhau, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười, nhưng phía sau ánh mắt thâm thúy lại ẩn tàng ý lạnh căm căm. Hà Trường An một mực mưu cầu vật siêu tầm, mà bản thân cha tấn bác lại là thiết kế sư châu báu, ở trên phương diện này cũng có chút thành tựu, hai người đều là nội hành thư pháp, cũng hiểu rằng bức tự thư này là tác phẩm đắc ý của thiên trì tiên sinh, ngày sau tất nhiên là liên tục tăng giá, bọn họ hôm nay không những tranh bản thân tác phẩm, cũng là đọ thực lực với nhau, mục đích mà cha tấn bác chỉ trả hơn 5.000 chính là muốn nói với Hà Trường An rằng, anh dám trả giá nữa thì tôi sẽ không nể mặt anh. Hà Trường An nói với trợ lý ở bên cạnh, lấy 300 vạn làm ước định, mỗi năm giá trị ra 110%, sau 10 năm bức tự thư này sẽ có giá trị là bao nhiêu? Trợ lý lập tức nói, 778 vạn 1.227,8 nhân dân tệ. Hà Trường An gật đầu, vậy thì trả 800 vạn đi. 800 vạn, cái giá này đã khiến đa số người ở đây chấn kinh. Hà Trường An dùng 800 vạn để mua một bức thư pháp có giá trị khoảng 300 vạn, người này chẳng lẽ điên rồi. Giá mà Hà Trường An đưa ra nằm ngoài ý liệu của cha Tấn Bắc, y nói với Khư Phượng Tiên, nếu tôi dùng kim cương giá 100 vạn để làm vòng cổ, lại bỏ thêm 200 vạn để tiến hành tuyên truyền, trong 5 năm sau không ngừng chế tạo truyền kỳ liên quan tới khối kim cương này, cô cho rằng sau 5 năm chiếc vòng cổ kim cương đó có thể đạt tới bao nhiêu tiền. Khư Phượng Tiên nói, 200 vạn phí tuyên truyền, có thể hóa một hòn đá bình thường nhất thành thần kỳ, càng đừng nói tới kim cương bản thân đã có giá trị 100 vạn, tôi tin rằng một ngàn vạn việt không có vấn đề. Cha Tấn Bắc nói, thư pháp của thiên chỉ tiên sinh hơn xa giá trị này, tôi coi trọng sự phát triển trường kỳ của kinh tế Trung Quốc, 5 năm sau, bức tranh chữ này tất nhiên sẽ có giá trị vượt quá ngàn vạn. Khư Phượng Tiên mỉm cười gật đầu, cha Tấn Bắc là một người giỏi, đóng gói, nhất mà cô ta quen, y có thể điêu khắc đánh bóng một viên đá, Sáng tạo ra giá trị lớn nhất, còn bức mặc bảo vốn đã là tàng thế chân phẩm này, cha tấn bác nhất định có phương pháp khiến giá trị của nó không ngừng gia tăng. Thế là khư phượng tiên tâm lĩnh thần hội đưa ra giá 1.000 nhân dân tệ. Toàn trường chấn động, trước khi cử hành hội bán đấu giá, không ai ngờ được tối nay lại xuất hiện cái giá trên trời 1.000 vạn. Mãn Giang Hồng là một trong những tác phẩm mà thiên chỉ tiên sinh yêu thích nhất, nhưng tuyệt đối không phải là tác phẩm mà ông ta hài lòng nhất. Cái giá này đã vượt quá 3 lần giá trị thị trường của nó, tận mắt nhìn thấy cuộc tranh giá bất khả tư nghị này, mỗi người đều cảm thấy chấn động sâu sắc. Phùng cảnh lưỡng lúc này cảm thấy an tâm và may mắn, xem ra cha tấn bắc căn bản không coi y là đối thủ, nếu cha tấn bắc một lòng muốn bức tranh chữ hổ đó, với sự xuất thủ của y, phùng cảnh Lương khẳng định sẽ bại trận. Phùng Cảnh Lương hiểu rằng thực lực của mình kém cha Tấn Bắc quá xa, đầu mâu của cha Tấn Bắc Thủy Trung nhắm vào Hà Trường An. Hà Trường An không khỏi nhíu mày, cha Tấn Bắc tối nay quả nhiên là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, like, y tuy đã đoán trước rằng cha tấn bắc sẽ tranh giá với mình, nhưng không ngờ sau khi mình đưa ra cái giá 800 vạn, cha tấn bắc không ngờ còn không chút do so dự đi theo, dùng cái giá ngàn vạn làm chấn động đối phương để đánh lại mình. Hà Trường An trước khi trở thành một nhà siêu tầm ở Kinh Thành thì là một thương nhân thành công, sự thành công có liên quan rất lớn tới lý trí và sự lãnh tĩnh của bản thân y, trước khi có được bất kỳ một vật siêu tầm nào, y trước tiên sẽ tính toán xem vật này liệu có thể mang tới cho mình giá trị lớn nhất không. Hà Trường An dùng tăng trưởng mỗi 50% để tính ra cái giá trong lòng y, nhưng cha tấn bác lại đưa ra một cách làm không theo lẽ thường, khiến trong lòng Hà Trường An nảy sinh một chút do dự. Bỏ ra một ngàn vạn, dùng thời gian lâu như vậy để chứng thực giá trị của vật này, Hà Trường An cảm thấy không đáng, huống chi tác phẩm của thiên trì tiên sinh không chỉ có bức mãn giang hồng này, sau này hội bán đấu giá như thế này còn sẽ cử hành, Cha Tấn Bắc là mượn chuyện này để thị uy y, bất kể Cha Tấn Bắc có giành được thắng lợi trong cuộc tranh giá này hay không, Hà Trường An đều sẽ không thay đổi quyết tâm tiến vào thị trường châu báu của mình, người thành công chân chính không tranh ngắn dài nhất thời. Ai cười tới sau cùng mới là người giỏi nhất. Hà Trường An cầm chén rượu vang lên, nghe người chủ trì bản đấu giá đếm số, khi tiếng trị bán đấu giá hạ xuống, toàn trường vang lên tiếng hoan hô như sấm, đương nhiên tiếng hoan hô này không thuộc về Hà Trường An. Cha Vi hưng phấn vô cùng, ông chú thắng được vật phẩm bán đấu giá, người làm cháu như cô ta cũng cảm thấy vinh diệu, điều này khiến sự bức bội vì vừa rồi thua phùng cảnh lượng lập tức mất sạch. Nhưng sau khi mọi người hoan hô đều nghĩ tới cùng một vấn đề, cha Tấn Bắc tuy là người thắng lợi tranh giá, nhưng bỏ một ngàn vạn ra để mua một bức thư pháp trị giá 300 vạn liệu có phải là hơi xung động không? Cha Tấn Bắc bước lên sân khấu nhận lấy bức mãn giang hồng từ tay La Tuệ Ninh, là Tuệ Ninh lúc bắt tay với y, nói cảm ơn sự ủng hộ của cha Tổng đối với sự nghiệp từ thiện. Cha Tấn Bắc cười nói, tôi luôn rất ngưỡng mộ thiên trì tiên sinh. Là Tuệ Ninh đưa tay ra làm thư thế mời, mời y lên trước micro phát biểu. Cha Tấn Bắc mỉm cười bước tới, tất cả ánh đèn đều chiếu vào y, vẻ mặt của cha Tấn Bắc đầy tự tin và kiêu ngạo, y lớn tiếng nói, hôm nay tôi đại biểu cho tập đoàn tinh toàn bỏ một ngàn vạn nhân dân tệ ra để mua bức di tác này của thiên trì tiên sinh. Một là để biểu đạt sự kính ngưỡng của tôi đối với thiên trì tiên sinh, hai là dùng hành động thực tế để biểu hiện sự ủng hộ của mình đối với sự nghiệp từ thiện, kinh doanh thành tín, báo đáp xã hội là vốn đứng chân của tập đoàn tinh toản chúng tôi. Hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cha Tấn Bắc lại nói, xấu hổ quá, tôi còn có tư tâm ở bên trong. Y quay sang mỉm cười với La Tuệ Ninh, Văn Phu Nhân, tôi có thể quảng cáo một chút không? La Tuệ Ninh cười nói, tôi hy vọng thời gian quảng cáo của anh không quá dài. Cha Tấn Bắc mỉm cười gật đầu, y lớn tiếng tuyên bố tối nay tập đoàn tinh toản bỏ 100 vạn nhân dân để mua tác phẩm mãn giang hồng của Thiên Trì Tiên Sinh. Hôm nay cho phép tôi mượn hội bán đấu giá từ thiện của Thiên Trì Tiên Sinh, hướng tới toàn Trung Quốc, toàn thế giới đưa ra một loạt sản phẩm chính của tập đoàn tinh toản chúng tôi trong năm nay. Y cố ý dừng lại một chút rồi dùng giọng nói khí phách thập túc tuyên bố mãn giang hồng. Ở hiện trường có 20 cô gái xinh đẹp mặc vái dài màu trắng đứng dậy, bọn họ chia thành hai đội, yểu điệu bước lên sân khấu, chia ra đứng ở hai bên cha tấn bắc, trên cổ họ đều đeo những sản phẩm trang sức chính của tập đoàn tinh toản năm nay mãn giang hồng, lấy hồng ngọc là vật phẩm trang sức chính, áo trắng như tuyết, ngọc đỏ lấp lánh, nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người toàn bộ đều chiếu lên giữa sân khấu. Là tuệ ninh cũng không ngờ cha tấn bắc lại dở trò này, nhưng vừa rồi người ta đã hỏi qua mình rồi, là bà ta đồng ý cho cha tấn bác quảng cáo, là tuệ ninh không khỏi mỉm cười lắc đầu, những thương nhân này quả nhiên là giảo hoạt thành tinh rồi. Hà Trường An cuối cùng cũng hiểu cha tấn bác vì sao không chút do dự đưa ra cái giá một ngàn vạn, thằng cha này không ngờ lại lợi dụng cơ hội giới giới truyền thông tập trung như mây ở đây để làm hội công bố sản phẩm mới, trong một ngàn vạn bao gồm cả phí quảng cáo và tuyên truyền, có thể tưởng tượng. Hôm nay trên các báo lớn nhỏ của Kinh Thành đều sẽ tuyên truyền một loạt sản phẩm đồ trang sức mãn giang hồng cho y, Cao Minh, đúng là Cao Minh. Hà Trường An chậm chậm vỗ tay, trong lòng thầm nghĩ, vui một mình không bằng mọi người cùng vui, mọi người đã đều vui vẻ như vậy, mình dứt khoát cùng vui với cha Tấn Bắc một chút vậy. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 395